Tại sao mà có những gia đình giàu vô cùng mà con khóa gia di tử vào nhà? Họ giàu mà họ keo thì con khóa gia di tử mới khóa. Họ không cho người ta, nhưng con thương nhất lại giật giành của họ. Đây mới là đau đớn quý vị. Nên quan gia nó để nó đòi, nó không phải là người xa lạ. Người xa lạ đòi thì không đến nỗi khổ quá, mà quan gia đòi nó phải là người thân nó mới đến đòi. Thấy chưa? Người thân hoặc chồng hoặc người mình tin tưởng nó chở mặt quý vị mới khổ, đúng không? Bây giờ nó bỏ tình cảm mà quý vị, cho quý vị thương yêu nó te tu tả tơ đi, lúc đó nó mới chở mặt quay lưng, nó nói tao không thương mày nữa. Lúc đó mình mới ấm ức và tức tối, muốn cắn lưỡi tự tử, đúng không? Rồi đứa mà mình mến tay mến chân, mình thương từ khi còn đỏ hói, vậy mà nó lớn lên chút mình nói tới nó chở mặt với mình, nó kênh với mình, nói mẹ không bằng con, cha không bằng con, không thông minh bằng con. Thấy chưa? Mà trong khi mình là cho nó đi học, cho tiện đi học, dạy nó từng câu dở lòng, vậy mà giờ nó quay mặt lại nó nói rằng bà không bằng tôi. Rồi của cải của mình cực khổ đưa cho nó xong mình đi xè tay xin nó, nó còn nói nặng nó nhẹ mình. Quý vị thấy đau lòng chưa? Đau lòng mà câm miệng không nói nên lời, vì cỡ nào cũng là người thân sao nói. Rồi bây giờ trong một gia đình thì thảm cảnh, giàu nhưng thảm cảnh, ở trong căn biệt thự nhưng thảm cảnh, là chồng đi có vợ nhỏ, vợ con tầm bậy tầm bạ tầm lum, hoặc trong gia đình mà người chồng mình lại làm chuyện tầm bậy tầm bạ với con cháu trong nhà, cuối cùng giàu sang quá, bây giờ vì cái danh câm miệng ấm ức không nói nên lời. Nhìn thì căn nhà giàu sang phú quý của cải, bước ra thì có người mở cửa xe, nhưng trong gia đình lại là thảm cảnh, có không? Thế gian này có không? Không ít đâu đó. Vì cái danh mà câm miệng ấm ức mà nặng nề. Bây giờ thì cần cách nào để cởi mở? Nghe Phật Pháp để hiểu được vô thường, nghe Phật Pháp thì tin sâu nhân quả. Khi hiểu được định lực nhân quả rồi thì dùng cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Nó không gieo cái nhân đó làm sao có cái quả đó. Nên nó có những hoàn cảnh của gia đình nó kinh khủng lắm đó. Nó có những người nợ phụ nữ mà quý vị biết, từ khi còn nhỏ mà cha ruột của mình hại đời mình, vì mà ấm ức cả đời không có được hạnh phúc luôn. Thì nghe những đức một cái là bỏ liền cái tâm đó liền. Nó đã qua rồi, nó trả nợ đàn ông thì đàn ông nào cũng là đàn ông, đã quyết định trả là trả đại đi. Phật đã nói trong kinh giáo như thế nào? Người đàn ông như cha mình, người phụ nữ như mẹ mình, thì tất cả phụ nữ đàn ông trong cuộc đời này đã từng là cha là mẹ của mình đó. Bây giờ là chồng mình là vợ mình cũng từng cha mẹ của mình đó, chứ ở đâu ra? Hiểu chưa? Nên cái nợ trong cái cuộc đời này nó lẹo để mà nó trả nha. Có nghĩa là nó lộn lẹo nó trả, kỳ cục. Thấy chưa? Chúng ta chỉ đặt cái câu tại sao như vậy, tại sao như vậy, thì mình tối tâm. Nếu như mình nói rằng trả là phải trả, trả rồi thì quên đi, thì chúng ta sẽ chọn ra một con đường đẹp cho chính mình để đi. Còn nếu không thì bị một cái con đường đó người ta áp đặt mình, thì cả đời của người mình là ở trong con đường u ám. Quý vị chịu ở trong con đường u ám cả đời hả? Chúng ta bị một cái ám ảnh gì trong cuộc đời để như vậy mà sống hả? Gặp những đức rồi thì đừng để nữa, đem ra đi. Hiểu chưa? Quên đi, quên đi những sự đau khổ của đời đi. Nó mới có câu nói là an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Tại sao không an vui cùng hiện tại? Bây giờ chúng ta còn sống, chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta còn sống, chúng ta còn có cơ hội để làm Phật. Chúng ta đừng để một hơi thở thở ra không hít vào mà chúng ta kết nghiệp thì quay đầu khó lắm. Quay đầu rất là khó. Ví dụ như bây giờ những người nam nữ yêu thương nhau đi vô đây ngồi nghe gì cũng hay nữa. Họ vẫn có một hạnh phúc của gia đình về sau, nhưng họ có một sự chân thành, chân thật đến với nhau. Hiểu chưa? Chứ đâu phải ai nghe Phật Pháp rồi cũng đi tu. Như có con bé, nó 23 tuổi, nó vô chùa mình, nó cũng có bạn trai. Nó thì trẻ chung, nó thấy đứa có thiện duyên, vô chùa mình tu, rồi chơi chung với các cô mình, phụ các cô mình này kia, chơi chung vui lắm. Rồi xong bữa đó những đứa thấy nhỏ này nó có nhân duyên đặc biệt. Rồi xong rồi nó gặp những đứa nói một câu, con cũng nghe những đứa nói chuyện hoài, sống với cuộc đời này đủ duyên á, hứa nó Phật Pháp hay. Những đứa đúc kết tất cả các cụ già trong chùa, những đứa hỏi khổ và vui á, thì
thì đa phần các cụ nó khổ nhiều hơn vui lắm. Nếu như con có thể vượt qua được cái cõi trần khổ đau này mà con tiến được đến Phật Pháp, con làm cái việc ý nghĩa trong cuộc đời thì hay quá. Con nên suy nghĩ lại, thấy nó cũng hiền, có thiện duyên quý vị. Chia sẻ một câu vậy thôi. Xong nó về nó suy nghĩ như sao không biết, mà nó đang học năm thứ tư. Thì bắt đầu nó về suy nghĩ như sao, chia tay với bạn trai, quyết định đi vô tu luôn. Mà nó tới tới lui lui chùa mình thời gian cũng lâu rồi, nó có cái duyên vô chùa mình thời gian lâu lắm rồi. Mà thấy nhỏ nó đơn giản bình dị, rất đơn giản bình dị, có nghĩa là chắc nó cũng nuôi cái tâm tu. Nhưng mà mình vạch ra con đường giống như dùng gió đẩy thiền ấy, tự nhiên mình hướng phát tiến luôn. Hôm qua nó vô nó vớt cái đầu chùa lũi luôn. Con bé này là lạ đó, mà mặt sáng sáng đi theo mấy cô mình làm việc rồi đó, thấy không? Nó nghĩa là đã phát tâm thì chân thật phát tâm, phải mạnh mẽ, thấy không? Nó phải mạnh mẽ phát tâm. Chùa mình thì nó có cái là nó được một cái tổ chức quý vị, nó được một cái tổ chức và nó được cái sự lo lắng thương yêu từng ly từng tí, giúp đỡ hỗ trợ nhiều đó, hỗ trợ rất là nhiều, chứ không phải bị bỏ bê hoặc là đi tu mà tự kiếm tìm cuộc sống riêng biệt, không phải. Mà những đứa lo lắng rất là kỹ, nó thiệt là lo lắng rất là kỹ, từng chút từng chút. Mà có nhiều cô nói rằng thầy lo còn hơn mẹ con lo cho con, hiểu không? Thì bây giờ người ta mới sống được ở trong ngôi tam bảo mình chết. Thật sự mà nói, cái con người chúng ta sống trong cái cuộc đời này, quý vị suy nghĩ đi, mỗi một người chúng ta ai cũng muốn mình được thương yêu. Vậy vì sao mình không thương yêu người ta? Mình chỉ muốn người ta thương yêu mình mà mình không quan tâm thương yêu cho người ta, làm sao mình có cái quả báo là người ta thương yêu mình? Nên chúng ta nên tập quan tâm thương yêu cho người thì là nhân, thì quả báo là người ta thương yêu mình là quả, chắc chắn luôn đó. Đó nên những đức nói rằng những người trẻ phát tâm đi tu thì phải phát cái tâm cho mạnh. Đi con đường này thì nó tuyệt vời lắm đó. Hơn 13 năm nay những đức thấy đi con đường này nó ý nghĩa vô cùng. Bên cạnh những đức thì cũng có nhiều cô cũng ở ngoài đời cũng gãy gánh, nhưng mà được cái duyên gặp Phật Pháp tới bây giờ là thấy phơ phớ đó. Giống cô Liên Minh đồ đó, là mấy vị thấy hát ca nhảy nhót rồi thấy chưa, vô đây là phơ phớ hát ca nhảy nhót rồi cho các cụ vui thấy chưa, chứ gặp mà ngoài đời mà thì mấy năm nay cũng te tu, nhớ không? Thì còn khỏe cũng chưa cho mình rảnh đâu, phải nhớ đó, trời ơi, không cho mình rảnh. Từ nơi đó nó cứ là đến, nó cứ là nói này nói kia nói nọ, con dê hay cẳng á. Tìm tới, hiểu chưa? Nên nó ngoài đời mà mấy cái bà mà xa chồng mà mấy bà còn trẻ đó, mấy bà cẩn thận mấy dê hay cẳng nó hít mùi ghê lắm. Mà tớ lui nó lạng, tớ lạng lui nó hỏi nhà có dột gì không. Hiểu không? Nhà có hư gì không, điện thoại với anh nghe, anh sẵn lòng lắm, anh từ bi lắm. Anh nghe thầy giảng từ là ban vui, bi là cứu khổ mà. Nên là em là gia đình phụ nữ không mà có khi nhà dột cột siêu không ai làm được, anh sẵn sàng, bàn tay anh mạnh mẽ lắm em ơi, thấy không? Có khi mình đi mưa gió gì cái tự nhiên nhà nó bị dột á, tự nhiên điện thoại một cái lợi sửa nhà có chừng phiền phức, thấy không? Nên từ nơi đó mà mình phải có lập trình cho nó kỹ. Nó đã lỡ dở rồi thì thôi mình lo tu cho tốt, sống vậy nuôi con. Chứ biết được chùa mình nó cũng cảm thấy là một cái nơi ấm áp. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đi về chùa mình tu cũng cảm thấy vui rồi. Mà mình sống vậy đó, mình nuôi con mà nó quý mình, nó mừng dữ lắm. Dù là mình có nghèo cỡ nào nghèo nhưng con cảm thấy hãnh diện mẹ tôi, ba tôi, hiểu chưa? Nó đặc biệt vô cùng. Những đức nói rằng là con đường Phật Pháp này nó cho chúng ta một cái niềm vui tuyệt vời lắm. Vì con người chúng ta dù có học cao hiểu rộng cỡ nào cũng là để kiếm tiền thôi, mà để chi cầu niềm vui thôi. Miễn làm sao mình có được niềm vui mà nó không bị tiền bạc buộc ràng, đây mới là niềm vui chân thật. Nó đặc biệt quá. Nó có một con bé mà nó cũng học tới năm thứ tư mà không biết nó học làm sao, mà bé nó bị căng thẳng thần kinh nặng nề mà nó xanh xao vàng vọt. Mẹ nghe được những đức giảng và đưa con đi không? Những đức nói còn có cơ hội cứu được, vì nó chưa đến nỗi bế tắc luôn. Nên bây giờ rất là nhiều tuổi trẻ nó học viết mà nó bị căng thẳng thần kinh. Nhưng mà nếu mà đi đến cái trình độ mà gọi là hoàn toàn bị bế tắc hết biết gì luôn, là kể như uổng phí cái cuộc đời của người này luôn rồi đấy.
tiêu luôn gì. Nó giống có người mẹ mà dẫn một đứa con đến mà đứa con bị thần kinh luôn, mà bà nói con nhỏ nó học giỏi vô cùng, mà tự nhiên cái thần kinh luôn vậy, rồi bây giờ cứ ngơ ngơ ngao ngáo bị coi được cái gì đâu chợ. Nên cái con bé mà nó vô đây giờ nó cũng đang ngồi đây nè, nó bây giờ cố gắng ở đây chơi với các cô á. Các cô mà nó bình thường, các cô mà nó bình thường, những đức là dạy ra bình thường nên nó tự nhiên lắm. Các cô mình á, nó đói bụng nó ngồi nó ăn ngon lành vậy đó. Có nhiều đứa nó mập ù nó ngồi nó ăn ngốm ngốm nó ăn, ai nhìn ngó mặc kệ nó cứ ăn. Rồi nó ăn xong rồi nó rảnh thì nó nằm xuống nó ngủ khò khò. Thì thấy không, có nghĩa là người ta rất là đơn giản, thấy chưa? Mà mình gần được nhiều con người đơn giản vậy thì tự nhiên mình thấy nó thoải mái vô cùng, quý vị thấy không? Nếu như quý vị gần cái người mà người ta nhiều thủ đoạn thì nặng nề dữ lắm á nha. Nên mình tại sao xã hội mình bị dễ căng thẳng thần kinh vì nhiều người làm cho mình bận tâm quá, nên mình mới bị căng thẳng thần kinh đó. Còn vô chùa mình, tất cả người trong chùa mình ai cũng là người đơn giản, mà người đơn giản mới là người niệm Phật, quý vị. Nó đơn giản dữ lắm. Như chùa mình có mấy đứa nó mập ú vậy đó, nó ăn uống đồ mình thấy thương lắm. Mình gần nó mình ăn cũng theo nữa. Bây giờ quý vị mà gần cái người ăn mà liếm lát thì quý vị ăn liếm lát à. Nhưng mà quý vị gần cái người mà ta ăn ngon ngủ yên thì mình cũng ăn ngon ngủ yên. Mà nó ăn ngon ngủ yên nó vui nó mới mập. Chứ mấy cái đứa mà nó mà ăn ông ngon ngủ ông yên nó nhơm nhất à, xanh sao vàng giọt nó hao năng lượng dữ lắm, nghe chưa. Nó nên có nhiều đứa bé nó vô trong chùa mình là nó chơi với mấy cô mình nó vui, nó thích. Rồi thêm nó được ở trong chùa nó tu phước tu duyên nên từ từ cái thần kinh nó ổn định lại, nó tỉnh táo lại, quý vị. Nó tỉnh táo tích tụ năng lượng lại đó, nó thì tự nhiên nhận thức được Phật pháp. Đôi khi nó thấy Phật pháp là hay, nó tiếp nhận luôn. Đôi khi những buổi chia sẻ của những đức gì mà trong đây có nhiều bé nhỏ nhỏ nó ngồi đây nó nghe mà nó thiện căn lắm chứ không giỡn đâu nghe. Nó rất là có thiện căn vì nó ngồi đây là nó kết duyên với tất cả đại chúng ở trong đây hết trơn à. Nên nó tăng trưởng cái phước duyên. Nên những đức từng nói rằng cái ngày chủ nhật cộng tu là cái ngày mà tu phước tu duyên cực kỳ lớn, mà nó hiểu biết rất là nhiều vì cái lối sống trong cuộc đời. Thêm cái nữa quý vị coi, khi mà tu xong hết trơn quý vị ra ăn cơm, quý vị thấy không, dù là ngồi băng ghế đá ngồi dưới đất đó, vậy mà quay phim là những đức thấy người cầm hộp cơm, người cầm chai nước tương cũng ly, mà thấy trời ơi đúng là cái niềm vui này quý vị có tiền cũng chưa mua được nữa. Có khi quý vị ở trong cái nhà hàng khách sạn gì mà ăn uống cao cấp sang trọng nhưng mà không có được gì, nhưng mà lạ thay đến chùa mình nó lại được cái điều đó. Nên đúng rõ ràng rằng là Phật pháp có khi cũng đừng bao giờ cái gì cũng buộc chết nó, quý vị. Nó có những cái nhân sinh chút cho con người ta nó cởi mở. Ở ngoài đời người ta đã bế tắc cũng chết luôn rồi, người ta không được có nụ cười, mà vô đây đi còn phải bắt đi cách này cách nọ, còn ăn thì phải ngồi gì sao, rồi sao sao, quy tắc thì nó có. Nhưng mà có những cái mình phải cởi mở ra. Ví dụ ngày chủ nhật thì thôi cởi mở ra một chút đi, hiểu không? Ít gì nó cũng được vui một chút, quý vị. Nên người ta mới thích về đây đó. Thật sự mà nói người ta về đây như sợ chết, mà bây giờ về đây mà tiếp tục mà, hiểu chưa? Còn thí dụ như giờ mình nghe pháp mà đau chân thì mình thẳng chân ra. Thẳng chân ra, vì thẳng chân vì ngồi sao cũng được kể vị. Những đứa cũng có bận biểu cái vụ đó. Cái vị chỉ cần nghe vị niệm Phật là được rồi. Cái pháp môn niệm Phật á là quan trọng là niệm Phật. Còn quý vị đau chân vì muốn thẳng chân cách nào vì thẳng kể vị. Thấy không? Vì đưa chân vô mặt nha đứa cũng đừng nè. Đứa cũng quan tâm cái chuyện đó làm gì cho nó mệt. Hiểu chưa? Còn quý vị gặp ai thì quý vị gặp vị thầy nào giảng thì quý vị phải nghiêm túc á. Đi đến đâu thì theo cái đó cho đàng hoàng. Riêng tôi là tôi dễ. Tôi dễ với người ta, tôi cũng được dễ với tôi. Tôi khó với người ta thì tôi khó với tôi à, hiểu chưa? Thật sự mà nói cuộc đời mình mà khó với mình quá mình cũng khổ. Phật pháp nó chỉ cho chúng ta một phương hướng để sống tốt thôi, chứ đâu phải là để chúng ta căng thẳng thần kinh, hiểu chưa? Nó nên bây giờ đau chân muốn chết luôn mà thẳng chân thì có tội. Tội thẳng chân là tội gì? Tội bất kính. Vậy không thẳng chân mà trong lòng bực bội có bất kính không? Nó đau muốn chết luôn mà ông thầy nói hoài, thì nó ngồi dưới nó nói nghỉ đi ông nội. Nói hoài đau chân muốn chết luôn mà cứ nói hoài, bất kính không? Bây giờ cái quy tắc của người ta chia sẻ bào pháp là giờ đó người ta nghỉ, bây giờ mình đau chân thì mình cứ cho người ta thẳng chân. Thì vậy có cái quyền đó đó không? Nó còn con ngồi con nghe là con có tâm cung kính và thích thầy rồi đó. Chứ nếu con thích thầy con ra ngoài ghế ngoài kia con ngồi cho nó mát, con không ngồi đây làm gì với thầy đâu, hiểu chưa? Nhưng mà con đau chân quá thầy ơi, thông cảm.
Quý vị thấy không? Nó có tình có lý chứ bộ. Nên tại sao có nhiều người nghe những đức nói chuyện, ta nói sao thầy nói gần gũi quá. Gần gũi đại đi, gần gũi vẫn thích hơn xa cách. Quý vị công nhận không? Có người mà gần gũi vẫn thích hơn là xa cách chứ. Nó xa có hiểu nhau gì đâu, gần gũi mới hiểu. Đó, nên chúng ta đem Phật pháp á, vậy người ta làm sao mà nó trở thành gần gũi. Mà mình tu càng lâu thì văn tự mình càng đơn giản. Chúng ta cũng có thể nói cao xa được chứ. Bây giờ những đức dạch sách ra, đọc một chút xíu thôi thì nói trên trời dưới biển liền. Mình nói ba ba từng trời cũng nói được nữa. Thì nói thao thao bất tuyệt thì trong sách viết hết trơn rồi, thì đọc ra nói. Nhưng những đức biết nói ra quý vị hiểu lầm. Ông đức này không đơn giản. Không đơn giản. Chậu ôi chậu. Ba ba từng trời không giảng từng trời luôn. Không đơn giản. Thấy chưa? Hiểu lầm rồi. Trong sách có sẵn. Đọc qua là nhớ thôi. Hiểu chưa? Chúng ta không có dùng cái văn tự đó được rồi. Dùng văn tự đó nó khè người khác và người ta hiểu lầm mình. Tưởng nó mình là Phật Bồ Tát. Không ngờ mình là cá thác lát. Hiểu chưa? Nó... Nên tôi nói gọn nhất, dễ nhất cho quý vị áp dụng trong cuộc sống. Tôi vẫn là phàm phu như quý vị thôi. Là một kẻ phàm phu tục tử, vẫn còn tham sân si. Nhưng mà văn tự thì chia sẻ cho quý vị nghe, có thể áp dụng được đó. Chúng ta cũng có niềm vui nè. Tuy là phàm phu tham sân si nhưng vẫn có niềm vui. Thì thôi giờ chúng ta là phàm phu tham sân si, miễn có niềm vui là được rồi. Có phương pháp tu thì phàm phu tham sân si thì mới niệm Phật. A là vô di đà là lượng, Phật là giác. À, lấy cái vô lượng giác để hóa giải tham sân si là cái mê. Nếu như không dùng câu Phật hiệu này để hóa giải cái tham sân si thì không còn phương pháp nào để giúp được chúng ta đâu quý vị à. Nhớ nghe. Nên cũng vì phàm phu trượt ác nặng nề này nè, nó tất cả những thứ trong cuộc đời này họ dính hết trơn nè, họ mới niệm Phật nè. Nó pháp niệm Phật này là cái pháp mà tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Nên nói rằng người niệm Phật mà còn hư thì chuyện này chúng ta cười một cái là xong. Hiểu chưa? Cười cái là xong. Sao cười thầy? Vì phàm phu đến thế gian này mà không hư sao đến đây? Đến đây mà không hư sao đến đây? Thấy không? Bây giờ gặp người đẹp, nhìn cái nói ai 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 tu mà nhìn người đẹp. Nói, không nhìn người đẹp sao đến đây? Cái cõi ngũ trược ác thế mà gặp người đẹp mà không nhìn. Tao mà không nhìn người đẹp mà tao đi lên trên cỏ. Tao mới đi xuống đây làm gì đâu mày. Hiểu chưa? Đó, nên bây giờ thấy giờ mới niệm Phật. Thấy không? Gặp người đẹp biết đẹp. Gặp người xấu biết xấu. Gặp lùn biết lùn. Gặp cao biết cao. Có nghĩa là chúng ta không có thâm nhập bát nhã. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Mà chúng ta thì thâm nhập bát nhã này thì được. Sắc tức là sắc mà không tức là không. Có nghĩa là thấy sắc thì là biết sắc, còn không có sắc thì là không. Chúng ta là bát nhã của mình. Thấy không? Chứ mình không thâm nhập được bát nhã tâm kinh. Thấy không? Thôi chúng ta dùng cái bát nhã của mình để áp dụng đi. Đó, từ nơi đó áp dụng cho nó phù hợp đấy chứ. Đó nên pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn mà xác thực nhất trong cái cuộc đời này luôn. Nên tất cả con người đều có thể áp dụng được pháp môn tịnh độ để thành tựu. Chỉ cần quý vị tín nguyện cực kỳ cao và đời này quý vị muốn về cực lạc. Chỉ cần quý vị muốn về cực lạc thì quý vị sẽ không giết người. Quý vị muốn về cực lạc thì quý vị sẽ không ăn trộm của người ta. Quý vị muốn về cực lạc thì quý vị sẽ không bao giờ bất hiếu với cha mẹ nữa. Ngày xưa tôi ăn trộm của người ta, ngày xưa tôi bất hiếu. Ngày xưa tôi giết người, ngày xưa tôi sát sanh. Ngày xưa tôi ăn thịt chó, thịt mèo, thịt gà, thịt vịt. Tôi ăn tá lả âm binh. Nhưng bây giờ tôi muốn giảng sanh, tôi muốn về cực lạc. Những cái thứ này tôi không ăn được nữa. Thật sự là tôi ăn không được. Tại vì sao? Vì tôi muốn về cực lạc nên tâm từ bi nó phát ra. Cái người mà vừa muốn về cực lạc là tâm từ bi phát liền. Bây giờ những đức nói với vị nghe, quý vị đi đến đây nghe như vậy và muốn về cực lạc, quý vị về bị chửi cha chửi mẹ mình được không? Cái lương tâm này không cho phép. Ít gì nó cũng cỡ mở đường chút làm sao chửi. Thí dụ như ngày xưa mình chửi cha chửi mẹ mình 10 phần, đi đến đây tu được ngày về chửi 5 phần. Giảm 5 phần, đến tu thêm lần nữa giảm thêm 2 phần. Đến tu thêm lần nữa giảm luôn. Hiểu rồi. Tự nhiên con người tu vậy là có tiến bộ rồi. Hiểu chưa? Ngày xưa mà cho tiền cha mẹ là kể công, bây giờ
cúng dường cho cha mẹ bằng cái tâm chân thật. Đó là vì sao? Muốn về cực lạc. Nên Phật nói là cái người muốn về thế giới cực lạc, dù là từng làm ác cỡ nào cũng niệm Phật được về cực lạc. Quý vị phải nhớ cái câu là làm ác cỡ nào, làm sai cỡ nào, phá thai nhiều lần cũng được về cực lạc, chỉ cần tín nguyện muốn về cực lạc. Nhưng phải nhớ cái câu, nếu như quý vị niệm Phật muốn về cực lạc thì những hành động xấu quý vị tự nhiên từ từ nó sẽ điều chỉnh không còn xấu nữa, thì tín nguyện niệm Phật về cực lạc. Quý vị dẫn dắt người ta thì người ta mới thấy người ta có cơ hội. Bây giờ quý vị đưa lên cái tiêu chuẩn là niệm Phật phải đạt công phu gì mới về cực lạc. Trong cái niệm Phật giảng sanh về cực lạc, nó có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Quý vị chỉ đánh ngay bậc thượng thì bậc trung, bậc hạ mất tiêu. Thì đánh ngay bậc trung thì bậc hạ cứ như vứt bỏ. Bây giờ chúng ta là bậc hạ, bị đánh ngay bậc hạ thì hạ nào cũng có thể tiến lên. Thấy chưa? Quý vị nghe, tại sao có những người quý vị nghe ta giảng lại bị hưng khởi cái tâm muốn giảng sanh. Nhưng quý vị nghe có những người giảng là quý vị bế tắc luôn, nghỉ tu luôn vậy đó. Giảng có hay cỡ nào nhưng mà nghĩ niệm Phật là thua, là dở. Giảng có dở cỡ nào mà người ta thích niệm Phật là hay. Nhớ đó. Nên muốn siêng niệm Phật thì lỡ đây. Lỡ đây mỗi tuần chủ nhật là siêng niệm Phật à. Tại vì sao? Vì người ta tán thán hay coi bậc hiệu không mà. Cách nào giúp cho người thăng mắt được lợi ích thật sự? Nó, gia đình có ông bà cha mẹ có người thân chết đi, như thế nào mới giúp được cho họ thật sự? Bằng cách nào? Đừng nên nặng nề khóc lóc kêu gào, đừng nên lôi kéo họ làm chi, mà nên hiểu về vô thường của đời người. Như hồi nãy có một gia đình những đứa gặp, họ nói rằng là cháu của họ hay con họ gì mới có 13 tháng tuổi thôi vừa mới chết. Cả gia đình thảm thương buồn khổ. Thì đúng rồi, sao người thân phải thảm thương buồn khổ? Chúng ta đều muốn cho người thân mình tốt không à? Hiểu chưa? Thì bây giờ người thân mình đến chỉ có 13 tháng tuổi là người thân mình đã ra đi rồi. Là cái duyên nghiệp người ta đến cái cõi trần chỉ có bao nhiêu thời gian để người ta đi thôi. Hiểu chưa? Như vậy bây giờ mình muốn cho người thân mình tốt, không phải là để gương mặt âu sầu, không phải là khổ tâm khóc lóc, không phải nữa. Nếu như quý vị âu sầu và khổ tâm khóc lóc thì quý vị đang nhẵn họ đi xuống tam đồ ác đạo. Cái thương này là thương mù quáng. Cái thương này theo cái cảm tính mà không dùng lý trí để thương là quý vị thất bại hoàn toàn. Nhớ không? Thất bại. Nên từ nơi đó mà phải nhận thức được cái việc giúp người thân khi chết được lợi ích bằng cách nào? Trong 49 ngày từ khi họ chết, quý vị thành tâm niệm Phật, làm thiện, làm tốt, lỡ mình, lỡ người hồi hướng cho họ. Nhất là đi đến đạo tràng chuyên tu như vậy cùng cộng tu, hoặc là đủ duyên đi vô đây ở tu trong 49 ngày để hồi hướng cho người thân, thì lợi cho quý vị được 7 phần, họ được 3 phần. Đem công đức 3 phần đó hồi hướng cho họ thì lợi mình, lợi người, giúp cho họ 49 ngày được siêu thoát. Còn khóc lóc buồn phiền, việc này là việc cảm tính của quý vị. Cảm tính hại người, nhớ nha. Nên dùng cái tình thương trí tuệ để thương đi. Mai mốt mình chết đi mình cũng không muốn ai khóc làm gì nữa. Thương tôi, niệm một câu Phật hiệu cho tôi. Mình di chúc lại người làm cha làm mẹ đó. Thương cha mẹ, cha mẹ chết đi, con niệm Phật cho cha mẹ nghe. Đừng có khóc nghe con, đừng có nắm tay cha mẹ, đừng nắm chân cha mẹ lôi kéo nghe con. Niệm Phật cho cha mẹ nghe con. Chết. Chưa? Thấy không? Dặn trước đi. Dặn trước chân thật, dặn trước. Mà dặn trước gì có ông bằng đem nó vô đây cho nó tu chứ mà. Cho nó gieo nó từ từ, thấy không? Nhưng mà gặp quan gia thì thôi cố gắng niệm Phật đi. Cố gắng niệm Phật đi, mai mốt gần chết là chạy vô đây à. Nó ngộ lắm. Đúng là niệm Phật, Phật sắp xếp. Tự nhiên gần chết cái tự nhiên đi vô đây tu từng cái chết queo. Thấy không? Nó quý vị vô đây bị chết là yên. Thấy không? Quý vị thấy không? Người ta ngoài đời mà ai đến nhà người ta chết ta sợ thấy mồ. Còn trong chùa mà người ta đủ duyên vô chùa chết thì được giúp. Thật sự mà nói chỉ có chùa mới dám chơi cái màn này thôi. Mà chỉ có chùa này thôi chứ không phải chùa nào cũng dám đâu quý vị ơi. Hiểu không?
gặp chùa khác cái vị gần chết, cái vị đến người ta báo công an liền để xử lý quý vị, chứ đừng có nói cái chuyện mà người ta để cho quý vị đó. Cả người trong chùa người ta còn không hộ niệm chứ hộ niệm cho quý vị. Có nhiều người xuất gia mà chết đi còn không được tiếng hộ niệm niệm Phật cho kìa. Nên những đức nói cho những người ở cốc đồ này kia nghe nghe, những đức đã quen quá nhiều người ở cốc rồi. Lúc trước có mấy vị thầy thường đến chơi những đức nè, vui đến chơi. Cứ quý thầy bệnh hoặc khó khăn gì ưa lỡ gặp những đức. Sau này những đức thấy thầy đã quá yếu, những đức nói thầy vô chùa đi. Lúc đó nhận người yếu á, thầy vô chùa đi rồi thấy thầy chắc không lâu đâu, thầy ở cốc con mình thầy, mai mốt lỡ có gì tiêu á thầy ô. Trời ơi, cái huệ mạng cuộc đời. Ông nói tôi ghiền cà phê dữ lắm. Thường là ở cốc là muốn ăn uống cái gì là ăn uống thoải mái, nên nó bị đủ bệnh tá la âm binh, kiếm tiền để lo cho các bản thân mình không. Thì thầy đó nói rõ ràng luôn, à giờ ông chết queo rồi, tôi ghiền cà phê dữ lắm, ông có cho tôi uống cà phê mỗi ngày hay không, tôi hút thuốc, ông có cho thuốc tôi hút không. Những đức nói cho thầy ve. Một con sâu làm sầu nồi canh đâu có được. Giúp thầy là giúp, nhưng mà vô đây phải theo quy tắc đàng hoàng, hiểu không thầy? Người ta đây người ta đông người mà, vị thầy bao nhiêu người khác tôi nói thì sao đây. Thời gian nghe nói ổng chết queo nằm trong đó đâu mười mấy tiếng gì người ta mới hay. Trong cái cốc không ai hay, chết queo vậy đó. Vì biết rằng mình thường là quan tâm vì người ta, thì khi mình yếu là có người đến giúp mình. Còn mình chỉ có cá nhân mình thì ai giúp mình đây. Phước xài hết trơn thì quả tay nó đến chứ sao. Cái này là 100% luôn. Nó nên những đức thấy ngày chủ nhật có vị thầy thường ngồi chỗ này nè, mà ổng nhìn ổng bèo nhèo vậy đâu, mà nghe nói ổng đắp cái y mà ai đến gần chịu cũng nổi. Nên bữa đó dẫn ổng vô nhà mai, mai cho ổng hai cái hậu, phải không? Chắc là ở một mình không ai lo lắng chứ. Nó quá lâu không giặt, hôi dơ, thấy không? Mình không có trách cứ gì người ta, nhưng mà đúng là nương chúng nhờ chúng quý vị. Như chùa mình thấy ai cũng sạch sẽ, nhưng là do gì chúng á, chúng đông giúp nhau, hiểu chưa? Bây giờ con mình thấy cũng thê thảm tội nghiệp ghê. Thấy gì kêu những phú dẫn vô nhà mai, mai cho hai cái hậu. Nó thì thấy không, mà tuổi già yếu vậy. Mà nếu như ngoài đời mà cứ là như thế nào đi ở cốc đồ thoải mái á, thì đi uống cà phê, đi ăn uống đồ thoải mái vậy thì chịu cảnh vậy thôi. Giờ đi xuất gia chứ đi kiếm cuộc sống không có cái pháp giải thoát. Nên những đức khuyên tất cả những người đi về chùa mình, quý vị cứ nắm cái pháp môn định độ này đi. Kiếm cái máy niệm Phật của những đức á, cái máy niệm Phật á, rồi díu âm những đức tặng hết. Vì giữ cái đi, để khi ở trong cốc á, lúc nào mà bệnh đau yếu á, bật cái điệu hộ niệm lên liền. Dù cỡ nào nó cũng hỗ trợ quý vị một chút đó nghe. Đừng có giỡn, những đức hỗ trợ đó. Vì thấy không, cái máy nghe pháp liền cái bị góp cái tay á. Chuyện nó dưỡng trừ hết nha, thấy không? Để cái máy niệm Phật kế bên mình đi ngon lắm đó. Có cái bà kia bà nói trời ơi, đêm nào mà không bắt máy niệm Phật để bên cạnh là ngủ không được. Bần đêm cứ gặp ác mộng không à. Cho mà biết nghe, câu Phật hiệu nó phát âm lên không đơn giản. Mà cái câu Phật hiệu này người ta đã gieo không biết bao nhiêu ngàn vạn người ta đang bắt lên trong lúc đó. Thì cái âm hưởng của cái tiếng này nó ảnh hưởng lớn lắm chứ không có giỡn đâu. Bây giờ quán thân trái chủ quý vị người nào cũng nghe những đức niệm Phật hết trơn rồi đó. Vậy thì cái tiếng niệm Phật này nó âm hưởng hơn cái tiếng niệm Phật của người bình thường. Chứ không có giỡn đâu quý vị. Bây giờ quý vị nghe người niệm Phật khác thì quý vị nghe nó không âm hưởng bằng đâu. Tại vì quý vị nghe những đức quen. Nó quen thì sao là nó âm hưởng mạnh vậy à. Nó quý nhiều thì nó có cái sự mà cảm ứng nhiều gì đó. Hiểu chưa? Còn quý vị nghe cái tiếng niệm Phật của người nào mà quý vị không thích, hoặc là quý vị nghe cái tiếng ai bị ghét đi, làm sao nó thích được mà cảm ứng. Dù là niệm Phật là niệm Phật thôi, niệm Phật là bình đẳng thôi, nhưng mà vì thích cái tiếng nào thì nó phát triển được cái tiếng đó đó. Hiểu chưa? Là duyên á, hiểu chưa? Đó, nên từ nơi đó với thầy đi đến đây, những đức kết duyên nè. Những đức đã biết cái chuyện mà ở cốc riêng là sau này nó có chuyện đến với mình lắm. Vì cái phước mình xài nó không phải là cho người ta, mà xài cá nhân mình quá. Nên những đức nói tích phước thì tuổi già sung sướng, xài phước thì tuổi già khổ đau. Xuất gia cũng vậy thôi à. Có khi tới chết rồi không có ai niệm Phật hộ niệm cho mình đâu. Nó nên ở cốc riêng nguy hiểm lắm. Sau này ngôi chùa mới bên kia đó xong rồi đó, nó hòa thượng ngày phát tâm đó cho tăng ni được ở đó, thì những đức cũng quản lý bên đó đó, đức lo hết trơn đó. Thì những người tăng ni nào già lớn tuổi xin qua đó ở, nhưng mà phải nhập chúng nghe.
qua bển mới nhập chúng á, chứ không phải theo cái tính mà ở cốc cá nhân mình riêng biệt tùy tiện đâu. Nó tùy tiện làm có sống được những đức, hiểu chưa? Nó vui là có vui thiệt, nhưng mà cái gì ra cái nấy. Một số điều như không xài điện thoại, không ăn phi thờ, không uống cà phê tá lả âm binh, phòng ốc sạch sẽ là chuyện này phải làm. Thì qua ông đó ở đi, thì người ta lo cho mình, cuối đời người ta hộ niệm cho mình, nó tuyệt vời quá. Nó như bây giờ ở đây á, bây giờ như bữa nay nè, là những đức cúng dường chư tăng ni mỗi người 20 kg gạo, như đức nói á, thì mình cố gắng mình làm, còn không có phước thì thôi. Mình hết phước thì thôi, nhưng những đức cũng không có miễn cưỡng được. Bây giờ còn có thì giờ những đức làm đó. Bây giờ mỗi tuần thì riêng những đức thì cứ là cúng dường chư tăng ni mỗi người 250 tiền tháng cũng đường chịu, hiểu chưa? Mà cũng có nhiều nơi đã cúng dường nữa, chút vậy đó. Thì họ ở riêng mà quý vị, cái này là những đức nói để nó có quy tắc đàng hoàng. Xong là mỗi tháng là 4 tuần, bữa nay là tới tuần thứ 4 nè, là bữa nay nè, là bắt đầu là tới tuần thứ 4 những đức cúng dường cho mỗi người 20 kg gạo, thấy không? Những đức nghĩ là một người mà 20 kg gạo ăn cũng được rồi đó quý vị. Nó rồi một tháng mà người tu mình 1 triệu bạc cũng lai rai, cũng tương đối đầu hũ tương trao, cũng tương đối, hiểu chưa? Nó mà đỡ xài để đỡ cái dùng phước, hiểu chưa? Rồi phải niệm Phật, siêng năng niệm Phật đi. Cứ niệm Phật đi, những đức niệm Phật không mà làm bao nhiêu chuyện đó. Những đức cứ khuyên hoài, mong là họ được âm hưởng. Nên bây giờ những đức làm phiếu hết trơn rồi, làm phiếu hết rồi. Bữa nay nè, một số người đến trễ nè, tội nghiệp. Bữa nay nè, thì mấy anh em á, ai chưa có phiếu cũng tặng đi. Nhưng mà bắt đầu tuần sau quyết định là đúng 8:20 là phải ngồi đây hết, là phát phiếu, đeo phiếu đàng hoàng để có bài bản. Còn ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm là đúng 6 giờ, phải hoàn toàn chư tăng ni phải có mặt ngồi phía trước, đeo thẻ vào thì mới cúng dường, còn không có thẻ thì ngồi nghe pháp xong đi về, không cúng dường gì hết trơn luôn, không có thẻ. Bây giờ chư tăng ni mà muốn đến ngôi chùa mình tồn tại lâu dài là mình phải có bài bản. Chứ một số người mà chờ tới giờ chạy vô, vậy làm ảnh hưởng chư tăng ni tu ở đây. Người ta thích tu, người ta tu được, cái gì nó cũng phải có công có quả. Những đức nói một cái ngôi chùa mà chúng của chùa, mà chúng tăng ni á, mà nhận cúng dường chay tăng đồ này kia là chúng chùa này sẽ tiêu liền. Quý vị muốn cái ngôi chùa đó mà chúng tăng ni á, mà được tồn tại ngon á, là chúng chùa đó quý vị phải lo hết cho người ta cuộc sống, đưa phương pháp tu cho người ta thì mới có kết quả. Còn nếu chúng trong chùa đó mà nhận chay tăng là cái như chúng chùa này hết tu. Những đức có một cái ông huynh đệ quen kìa. Ông này, ông Cà Lâm ngày xưa hiền, nói chuyện thấy tội nghiệp. Vậy mà ở cái ngôi chùa kia, sau này ngôi chùa kia nhận cúng gia tăng đó quý vị, mà ông cứ đi về quê hoài. Rồi có ông huynh đệ cũng ở đây, thì ông về quê hoài luôn. Bắt đầu là người ta gặp ông, người ta nói: ủa mà sao ông đi tu ông về hoài vậy trời? Tôi thấy cái ông thầy kia, ông cũng cùng quê với ông mà sao không thấy ông về? Thì ông này có tiền đâu về, cái ông ở chùa này có tiền đâu về, ông chỉ có cơm ăn áo bận, ông lo ông tu phục vụ chúng sanh không viền chi. Còn ông kia được nhận tiền nên ông đi lang thang, ông cầm tiền đi xài, ông lang thang, ông đi chơi tùm lum tà la hết trơn á. Vì vậy ông mắc đầu tâm sao ông tu được đây? Nên đó là cái hộ trì rất là trí tuệ cho cái người đi tu, là mình lo cho người ta cơm ăn áo bận, mình lo hết bệnh đau chết chóc, mình lo hết để cho người ta tu, để rèn người ta để làm pháp khí. Nên chúng trong chùa mình nó si cầu que bèo bèo không à, mà buông ra là coi đậu tràng đó. Đậu tràng chỉ cần xây ra là đưa người hay người đi coi đậu tràng à. Ngộ vậy đó, vì sao? Vì họ không giữ tiền, họ lo tu nên họ mới coi được đậu tràng 100 mấy 200 người, hiểu chưa? Còn bây giờ là họ mà cầm tiền là họ lang thang đó, họ có tiền là họ đi chơi à, có đồng tiền là nó muốn đi mua đồ. Nên những đức cứ nhắc hoài, bữa đó những đức quen công đoạn mà huynh đệ hòa hợp, Phật pháp hưng thịnh. Vì coi đi, để quý vị biết những đức làm viên chi không? Những đức quay cái đoạn đó để cho quý vị biết mặt quý thầy trong chùa mình hết, và hỏi từng thầy để coi ý kiến tôi đưa lên quý thầy chấp nhận không. Mấy ông nói chấp nhận. Dám nói không chấp nhận không? Cái mặt những đức hung dữ với ma mà dám trước mặt với đức mà nói tôi không chấp nhận. Người đó cũng ra cùng mình luôn mới dám nói cậu tôi không dám chấp nhận. Ông đi tu bây giờ tôi lo hết cho ông mà ông nói ông không chấp nhận, cái nguyên lý gì ông không chấp nhận? Ông lo được 1,200 người không mà ông không chấp nhận, hiểu chưa? Ai cũng là đều chấp nhận, nguyên lý là đúng mà. Đều chấp nhận, tôi quay phim là hết từng gương mặt luôn.
Để làm chi? Để sau này mà có chuyện gì xảy ra đừng có lôi tôi ra. Hoặc là quý thầy trong chùa mình mà kêu gọi Phật tử rồi mà nói tiền bạc được với tôi xử lý vị luôn chứ đừng nói mà nói tới tôi. Tôi quay khuyên rõ ràng từng gương mặt quý thầy á, trong chùa luôn á, tôi nhắc hoài á. Ý tôi là để muốn cho ngôi chùa mình nó yên ấm, nó ổn định, nó đừng có chia ba xẻ bảy. Trời ơi, chùa chiền tôi nói cho quý vị biết, có tiền là nó chia ba xẻ bảy. Thường là quý thầy á, là tự nhiên á, Phật tử đến là nhóm này thích ông này, nhóm này thích ông kia, là chùa chiền là đây là cái bệnh chung. Chỉ có chùa mình không có vụ này à. Chùa mình nó không có được như vậy là do những đức lo hết dân, những đức mạnh quá, những đức nó thẳng. Nó bây giờ học tập phải học một người thôi à, rẽ ra làm ba sao học thất bại liền. Đứa con nít nào lớp đệ tử quy mà nó đến đây mà nó nghe những đức thì nó nên, mà nó rẽ qua thầy khác là nó đi ra khỏi chùa này à. Tại nó đâu có tiếp nhận tư tưởng những đức đó đâu mà nó nghe những đức giả là nó rớt chắc chắn luôn, thấy chưa? Nên từ nơi đó học mục tiêu, đúng mục tiêu mà học. Nó đến với quý thầy là quý kính quý thầy trong chùa, tuyệt đối không tặng, không cho gì hết. Chùa mình như vậy mới yên, mới ổn. Trời ơi, người ta tạo rèn luyện ra, người làm việc cho chúng sanh mà trời. Bên kia mà mấy đạo tràng toàn là quý thầy coi không, những đứa cũng khuôn hoài luôn, thấy chưa? Đó là cách làm của cái người ba trợn làm mà vậy đó. Quý vị có thấy ngôi chùa nào ba trợn mà dám làm vậy không? Chưa thấy ngôi chùa nào mà đem cả chúng ra để quay phim lên nói như chuyện đó chứ. Người ta đâu có làm được đâu. Từ trên cũng không làm được sao làm dưới. Hiểu chứ quý vị? Còn đây tu trên tu làm được rồi đó. Tôi không xài điện thoại, tôi không qua lại với ai, tôi không dính dáng Phật tử nào nên tôi mạnh dạn. Còn người ta trên người ta dính tá lả âm binh mà kêu lạ. Cái miệng nào đi nói, cái miệng nào nói được khi mình đã dính rồi, hiểu chưa? Nên từ nơi đó nói rõ ra, nhân vô thập toàn, con người không có toàn vẹn. Nhưng mà cái gì làm được thì nên làm đi. Nói dụ như vô chùa mà được ta hộ trì, điều này mừng quá rồi, hiểu không? Nó nên quý thầy quý sư cô đến chùa, những đức rất là quý. Nhưng tôi nói thẳng vậy đó, nếu quý vị mà nghiêm túc đàng hoàng, mai mốt tôi còn kêu gọi Phật tử cúng dường nữa. Nghiêm túc rồi thì được rồi, tiến, hiểu không? Còn đến mà tá lả âm binh thì tôi tự rút dây chạy, tôi không làm nữa à. Tôi có quyền chứ, tôi có quyền, tôi làm tổ chức hay không tổ chức tôi có quyền, không ai ép tôi được tôi chứ, hiểu không? Vậy mới tự tại. Giống như chương trình người khiếm thị, có tiền thì làm, có tiền nghỉ à, không kêu gọi ai chứ. Người mù phải hởm giờ gọi quá trời, thầy ơi sao lâu quá tổ chức, như đức nó không có tiền thôi, giờ tổ chức. Lỡ đây không đòi tiền đi rồi tự thay xe lại đây tôi tổ chức cho. Lỡ đây tôi trả tiền, cái gì tôi cũng làm hết trơn, rồi bây giờ kêu tôi tổ chức, có tiền đâu tổ chức, chứ đâu có tiền đi rồi tổ chức. Lúc nào tôi có tiền rồi tôi làm à, không có tiền nghỉ, tự tại chưa? Quá tự tại. Nó bây giờ đi đến đây thì tôi nhiệt tình, tôi lo, có tiền rồi lo, không có tiền tôi nói hết trơn tiền rồi, nhịn đói đi về đi. Đi quán xong á, xách gói đi về giùm tôi đi, đúng không? Thẳng thắn. Con người thà như vậy quý vị, thật sự quý vị mà chơi với cái người thẳng thắn thì yên tâm lắm. Cái người bô lô bô la gì nó thẳng hết trơn, phái người đó vậy đó, thấy không? Mình nghe vậy mình thích, tại vì mình thấy người vậy nó thật. Nó còn ngọt mặt chết gùi nha, ngọt ngọt ghê lắm, mà giỡn. Bước đến cảnh giác nghe chưa, cảnh giác, đi tu với cảnh giác nghe chưa. Đến mà đầu tiên cái ban đầu mà ấn tượng quá sớm là cái ban đầu nguy hiểm nhất. Các vị biết cái ban đầu mà ấn tượng quá sớm là dễ dàng nhất là sẽ nguy hiểm nhất. Nhớ nghe, gần ai cũng vậy chứ nha, hiểu không? Ví dụ như mình ngày xưa mà mình ở ngoài đời mà mình có người yêu, vừa ban đầu mình kết thằng đó liền là bởi vì phải thằng đó nó dễ bỏ mình không? Vừa ban đầu vừa gặp nó mà nó nói chuyện một lần thôi mà mình nhớ chết được luôn. Mà mình trời ơi, mình thấy cái thằng gì mà nó dễ thương gì đâu mà kinh khủng. Thì cái thằng này nó cũng lấy lòng bao nhiêu đứa, nó mới trở thành cao thủ vậy, hiểu chưa? Còn cái thằng mà mình vừa gặp nó mà nó nói ở đâu à? Ở đâu mà cũng đẹp quá mà sao ở đâu đến đây vậy? Nó nói chuyện cứ khơ mình đấy. Thằng này chắc chắn là chưa từng có mối tình dắt dài. Nói chuyện xào bả láp không, nói thẳng. À vậy mà thằng đó vô tay mình là mình liệt nó được. À cái thằng đó vậy nó mà nó được á. À, còn cái thằng mà vừa gặp mình là nó nói chuyện cái lấy lòng mình kích liệt luôn. Là biết cái thằng này trải qua trường lớp cũng không đơn giản. Hiểu chưa? Đó. Nó. Hiểu chưa? Nó nên quý vị mà gặp cái thằng thầy nào á, hiểu chưa?
mà nói chuyện mà nói mà vừa nói mà lấy lòng mà ăn tươi nuốt sống quý vị, tim gan bị moi ra hết, là thằng thầy này không đơn giản đâu, quá lão luyện, hiểu chưa? Thế gian này nó thật sự mà nói đó, thay hình đổi xác thôi chứ bụng ai cũng phăng không á, hiểu chưa? Nói thẳng vậy đi, ai mà ngon lành gì, nhưng mà tốt được chút nào thì đỡ chút nấy. Thờ mạt pháp là vì sao mạt pháp? Pháp không có mạt, mà do người hành đạo mạt tàn mà pháp này ảnh hưởng, nên mới nói là người hoằng đạo chứ đạo nào hoằng người, hiểu không? Người hoằng đạo mà pháp không phát triển là do người hoằng đạo không phát triển. Nếu mà người nào cũng hoằng đạo chân thật thì pháp thì phát triển rồi. Bây giờ nhà Đức nói thiệt, kẻ ngốc như gì thôi, chỉ cần làm, người mù cứ làm đi, kêu người ta cho tiền người mù đi là pháp này thịnh liền. Đi đến chùa đừng ai xin xỏ ai gì hết, đừng có nói ngọt dịu gì tiền bạc gì hết, tự nói chân thật, người ta phát tâm, người ta cúng theo cái phước duyên của người trong chùa là pháp này thịnh liền. Còn nếu như ngồi lọ mọ nói chuyện gì tiền bạc là pháp này si liền, dù có ào ạt đến cũng si nữa, ào ạt đến cũng si nữa, chứ đừng có nói. Vì nói ngôi chùa người ta đến hàng vạn vạn người, thịnh hả? Đố mà thịnh. Vì nhìn quý vị chỉ cần có góc độ tu, nhìn biết thịnh hay si liền. Nó thịnh là cái gì? Nó thịnh là có người tu, có người giải thoát mới thịnh. Còn nó ào 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 mà nó toàn là cái gì đâu, không mà thịnh gì. Nó đi đến nó đưa thế gian người ta không à, toàn là chơi trò gì không mà thịnh cái gì. Đó là gieo cái nhân mà không biết chừng nào chỗ quả. Còn cái thịnh pháp là nó phải có quả. Có quả nè, quả sen. Thấy chưa? Thịnh đó, quả sen mọi từ miệng ra là ý kêu mình là tinh tịnh độ, lòng tin trong sạch, lòng tin thanh tịnh, nên hoa sen mọc từ miệng ra để làm biểu pháp lòng tin thanh tịnh. Thấy chưa? Càng giảng càng hứng. Thấy chưa vị công nhận không? Hồi nãy mới vô còn kinh ghê. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy không? Mới vô kì ghê đúng không? Mới vô kì ghê mà gần đến cuối cùng thì ghê không? Hừng hực. Mắt mà miệng gì. Thấy chưa? Cái này mới là cái thịnh nè. Chứ ban đầu mà mới vô cái là đặc biệt quá. Mà vô chứng giữa một cái là tới cuối cùng thì si rồi, hiểu không? Còn mới vô thì tới chứng giữa thì cuối cùng thì thấy chưa? Thịnh rồi đó, thịnh rồi đó. Thấy chưa? Đó, ba nước như vậy quý vị mới nhận thức. Hiểu chưa? Vậy là thỉnh rồi. Đó, cuối cùng mà hừng hực. Hừng hực. Thấy chưa? Cái này gọi là tích tụ nguồn năng lượng về sao. Còn quý vị là không biết tích tụ năng lượng, nên cuối cùng là mình te tua tả tơ chứ. Mặt mày bèo nhèo. Thấy chưa? Giờ này mà nhìn xuống hội chúng đi, nó rực rỡ quang minh. Thấy rõ ràng chưa? Đó, vậy đó, đặc biệt đó, tiếng nấy. Nhưng mà sao? Làm cái cảm giác của người ta ngồi nó quên đi sự đau đớn. Là cởi mở tâm tư để quý vị hiểu được cái nguyên lý chân thật của Phật pháp dạy sao? Không phải là để nói ngon ngọt đòi hỏi cái gì, hiểu chưa? Chúng ta phải nói thật thà cho người ta nhìn ra vô thường của cuộc đời, để người ta sống trong cuộc đời có ý nghĩa làm sao. Tôi không phải nói hoàn toàn tôi đúng, nhưng mà tôi có những cái tôi thấy rằng tôi làm được thì tôi làm liền à. Rồi tôi cũng còn những cái tôi sai, nên tôi không hoàn toàn tôi nói tôi đúng, mà tôi cũng không hoàn toàn mà tôi nói tôi sai. Nếu tôi hoàn toàn sai sao hướng dẫn quý vị không? Đó, nên quý vị phải hiểu được để mình tu học mình có một cái góc độ rất sâu. Nên có một bài chia sẻ mới đây nhưng rất giản với quý vị ở đây, không biết có ai nghe hay không, quý vị nhớ. Trong cái cuộc đời này tuyệt đối không bao giờ thất vọng bất cứ một cái gì mà chúng ta đi vào con đường bế tắc qua hình thức mà chúng ta đã từng tin và trở thành thất vọng.
Một người chồng, một đứa con, một người vợ của mình mà mình thương yêu lo lắng đây, mà cuối cùng họ còn trở mặt với mình kìa. Không chi là thầy bà gặp nhau như bèo nước, mới thời gian ngắn ngủi mấy chục năm mà còn chưa nói hiểu nhau. Có những người sống với nhau mấy chục năm mà người vợ người chồng nói câu như thế nào: tôi sống với ông mấy chục năm mà tôi không hiểu ông đó, tôi không hiểu nổi ông đó. Thấy chưa, bị thấy thê thảm không? Không chi bây giờ mới gặp nhau nói chuyện mấy câu là tự nhiên cái là kết rồi, cuối cùng thất vọng. Nên nhớ, không có một người nào trong cuộc đời này làm chúng ta thất vọng để bỏ Phật Pháp hết. Phật Pháp mỗi một con người tu là mỗi một con người được lợi ích. Người làm được tốt bao nhiêu thì lợi ích bao nhiêu. Đặc biệt quá, đừng bao giờ mất lòng tin với quý thầy, quý sư cô, người tu mà lại chán Phật Pháp. Nhớ chưa? Đã nói là thờ Pháp Si mà kêu mà không bậy. Không bậy sao si? Nhớ chưa? Nó, nên từ nơi đó Đức Phật mới kêu niệm Phật đi. Nếu như thờ mạt Pháp mà Đức Thế Tôn kêu trì giới đi thì đâu phải là mạt Pháp. Đức Phật nói rằng thờ ta còn tại thế thì trì giới, vì khả năng căn tính quy tụ về một gốc. Đức Phật còn tại thế là gốc chính, nên con người căn cơ đó có khả năng để trì giới. Hoài nghi giới luật có thể trì được, đạt định để thành tựu quả vị A-la-hán, Thanh Văn, Viên Giác, Bồ-Tát. Qua 1000 năm sau thì hạ xuống một cấp thì thiền định thành tựu, nhưng cũng phải đi từ trì giới. Nhưng thiền định đạt trì giới, chứ không phải là bắt nguồn từ trì giới bắt đầu thiền định. Thấy chưa? Hạ xuống cấp rồi đó quý vị. Rồi thờ mạt Pháp, Đức Phật chỉ điểm là niệm Phật thành tựu. Ngài không nói trì giới và thiền định, nhưng niệm Phật là trì giới và thiền định. Quý vị phải nhớ chư tổ sư nói rằng tất cả cái môn tam muội thì niệm Phật tam muội là phương pháp đặc biệt nhất của Bồ Tát, cho đến hạng phàm phu đều áp dụng. Vì niệm Phật tam muội là phương pháp thuận tiện nhất để đạt đến tam muội niệm Phật. À, hiểu được những nguyên lý này rồi thì quý vị biết cái người mà phá giới, phạm giới thì trong thờ mạt Pháp này là bình thường. Vì sao? Vì đó là điểm mà Đức Thế Tôn chỉ mình niệm Phật đó. Tại sao Hòa Thượng Tịnh không chỉ điểm hoài cái câu chuyện Ngài Quánh Kha? Tại sao nói hoài câu chuyện Ngài Quánh Kha? Ngài Quánh Kha là một người ở trong chùa phá giới tầm 7, cuối cùng quay đầu niệm Phật mà thành tựu đó. Đại lão Hòa Thượng Tịnh không là bậc Bồ Tát, nhìn được người tu bây giờ nhiều người phạm quá, nên mới giảng ra câu đó để cho họ có cơ hội để bước lên chiếc thuyền giải thoát của Phật A-di-đà. Quý vị phải biết rằng cái mảnh lưới của Đức Phật A-di-đà nó dày lắm. Nó, trong 84,000 pháp môn thì lưới của Đức Thích Ca Mâu Ni thưa lắm, lọt rất nhiều cá. Nhưng mảnh lưới của Phật A-di-đà mà Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ, cái mảnh lưới của Ngài á, quý vị chỉ cần bước vào là trứng nước cũng dính, chứ đừng nói cá con. Chưa? Có nghĩa là mảnh lưới của Phật A-di-đà là dày bích, quý vị chỉ cần chịu nhảy vào là Ngài vớt đi. Nên ai cũng có cơ hội, người tu Pháp Môn Tịnh Độ đều có cơ hội. Trong đây mà bà nào phá thai 3-4 lần, bây giờ mấy bà đừng có nghĩ tới nữa, nghĩ ai với đạo Phật đi. Nó đau bệnh, nó nhức xương, nhức mình, nhức mẩy, nó làm cho đau tứ tung lang tan, sân si khó chịu cũng A-di-đà-phật đi. Cứ niệm đi, con muốn về cực lạc. Rồi các con ơi, niệm với mẹ đi. Các con về không về thôi, mẹ phải về. Các con cứ làm mẹ tá lả âm binh đi, mẹ chịu hết, mẹ chịu trả nợ để mẹ đi về cực lạc. Quý vị chỉ cần có cái tâm này là quý vị sẽ được cái mảnh lưới Phật A-di-đà rước về cực lạc. Cơ hội nè, cơ hội mà có người giảng mà chuyên nhất tịnh độ, đi sâu vào tịnh độ luôn, cơ hội mà không chịu nghe, đi tìm cái khó, cái dễ không làm, làm cái khó thật. Thấy không? Tôi ngu lắm, tôi làm cái dễ. Ai khôn đi làm cái khó đi.
cô có đi làm cái khó đi, tôi ngu làm cái dễ chơi vậy đó. Giúp đỡ người nghèo, dạy họ niệm Phật là việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Người nghèo khổ, giúp họ một cuộc sống rồi phải đem Phật pháp cho họ, đây mới là thật sự thương yêu, có trí tuệ. Người đang bị bế tắc dẫn đi chùa ngày chủ nhật, giúp họ cỡ mở tâm tư, đây là việc tu phước duyên lớn nhất. Nó đây là những câu kết luận cuối cùng này, thấy chưa? Nên mấy cái bà trưởng đoàn cố gắng lên. Trưởng đoàn cố gắng lên nghe. Nó có cái bà trưởng đoàn kia bà nói: cứ khuyên cố gắng vài ở nhà chồng chữ te tua. Cứ đi chủ thứ bảy chủ nhật đi hoài, đi giết chồng cứ chữ mãi, an lạc ở đâu không thấy mà đem mặt về nhà là bị chửi bị mắng. Những đức nói cứ làm đi, nó chửi nó mắng giết cho tiêu mụn. Nên mấy cái bà mà dẫn đoàn đi tu á, mà hoan hỷ giết không có một mụn nào luôn á. Tại vì nó nói này nói kia giết tiêu mụn, mà tiêu mụn là tiêu nghiệp. Hiểu chưa? Nó mỗi lần mà mụn nổi lên là nghiệp đang mọc lên đó. Nghe chưa? Thấy không? Tất cả người phá thai siêng năng niệm Phật mỗi ngày, nếu không địa ngục đang chờ bạn. Tất cả những người bất hiếu với cha mẹ, sát sanh hại vật, làm nghề thịt chó đồ, giết chó, giết mèo, rồi giết trâu, giết bò, rồi bán hải sản này kia, nếu như quý vị không gặp được pháp môn niệm Phật này thì địa ngục đang chờ quý vị đó. Gia đạo quý vị đố mà thịnh vượng được, nó suy tàn bây giờ đi. Tôi nói chuyện giỡn. Nhất là những cái nghề quán thịt chó, thịt trâu, thịt bò, hải sản cá kèo. Nó rồi những cái quán mà gọi là nguyên một cái hồ cá để trong vô kêu ra nha, vớt lên bỏ vô chảo chiên xù à, rồi chờ xem, rồi nó chiên quý vị lại cho quý vị biết. Bây giờ quý vị bỏ con cá sống vô chảo chiên xèo, lấy cái nắp đậy lại, sợ nó văng dầu á, đậy lại nó nằm trong đó. Nó kêu: á trời ơi nóng quá trời ơi. Nó kêu không nên lờ. Rồi quý vị sẽ chờ xem, chính chúng ta sẽ gặp cái chảo bự hơn chảo của nó. Quỷ sứ nó nắm cần cổ mình, nó liệm vô cái chảo đó, mình dãy dùng trong cái chảo đó. Những người mà ăn mặn đi, chiên cá chiên xù, quý vị chiên cá chiên xù đi, quý vị coi bỏ vô chảo dầu, quý vị quý vị bò ra, quỷ sứ nó cầm cuộc chĩa nó đâm quý vị, nó lùi quý vị vô trong đó đó. Mà không phải một lần mà vô lượng kiếp, cứ chết xong một cơn gió thổi ngang trở lại rồi bỏ vô chảo chiên hoài chiên hoài chiên. Quý vị coi không phải đơn giản. Gần ai đã từng cắt cổ gà, ngồi trong đây ai từng cắt cổ gà? Con gà chỉ đạp hai cái chân, đạp hai cái cánh, nhổ 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 ngay cái lông, ngay chân, ngay chân cần cổ của nó. Rồi xong cái cầm cái dao, con gà kêu quát quát quát, ọt ẹt. Thấy chưa? Bà nào cắt, bà nào này cắt, rồi bà biết tay với tôi. Rồi bà chờ xem, rồi bà cũng bị y gan như vậy, nếu không niệm Phật thì chuẩn bị cần cổ đi con. Chuẩn bị cần cổ đi nghe. Rồi những người làm nghề đâm heo, thấy không? Con heo vậy bây giờ chích điện đúng không? Bây giờ ngày xưa thì đâm đúng không? Buộc chân buộc cẳng nó xong, cầm cái mát ngoài ọt ẹt bén, cầm cái mát lỡ đưa ngay cổ hầu nó. Nó máu ọc ra hứng máu, thấy không? Rồi tương lai quý vị hãy quán xét lại việc làm của mình. Rồi tương lai nhân quả tương đồng, người ta cũng cầm cái mát người ta đâm vô cần cổ quý ép rồi xong. Nhưng không phải một lần mà là vô lượng kiếp đó. Rồi người nào đã từng đập đầu bò đầu trâu, buộc nó vô một cái cây thiệt là bự, cầm nguyên cái búa quết vô cái đầu ngay cái chán này bết, bung bung. Nên cái người mà đập đầu bò thì khoảng tuổi 50 mấy 60 là con mắt của họ kéo màng màu đỏ, vì chính cái búa đập vào cái đầu con bò con trâu
máu xịt 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 ra. Mắt của họ nhìn thấy máu thì tức khắc mắt của họ sau này kéo màn máu, gọi là nghiệp quả hiện đời. Cho gì biết làm nghề sát sanh đi, nhà không thịnh vượng đâu, con cháu phá gia chi tử chết bất thường, gia đình tan nát, đổi nghề đi bạn, đổi nghề đi, cắt cổ gà nghe chưa, cắt cổ gà đi bỏ cho nhiều nơ, rồi quán thịt chó quý vị coi tồn tại mới sợ. Nếu như gia đình có thể hưởng được 10 đời làm thịt chó nhà giàu đúng không, gia đạo hưởng được 10 đời phước, làm thịt chó hưởng chưa hết một đời là gia đình tan nát liền. Sát sanh kiếm tiền làm sao tồn tại, vì thấy không, những đứa không có nói cái gì cao xa nhưng mà nói tới ghê chưa, nói tới cái chuyện sát sanh con mắt giống quỷ sứ thấy chưa, thấy không, vậy mà làm cho người ta ớn đó. Nói thật á, nói tôi nè, vị trí nhà hàng nè, tôi thấy bao nhiêu người làm nhà hàng giàu kìa, chỉ có 10 năm thôi sạc nghiệp luôn. Đây nè, tôi nấu ăn tôi biết nè, may mắn thay đi tu đó. Gặp mà bây giờ chắc cái mặt chui chung du diệm, chiên xù, cá chiên xù này, chiên nè, bây giờ mà chưa đi tu là có chừng cái đuôi con cá nó quặt dầu văng vô mặt, cái mặt thành chung du diệm chứ làm sao, hiểu chưa, may mắn đi tu đó. Trời, quý vị biết những đứa lúc còn nhỏ chuyên gia móc miệng con nhái cặm câu, chỉ cái đơn giản đó thôi mà bây giờ những đứa đi tu mà những đứa còn chịu 2 năm chờ quả báo lỡ môi kìa. Bây giờ qua rồi những đứa nói mới nói cho quý vị nghe đó, cứ cách một tuần là lỡ môi nửa tháng, cách một tuần là lỡ môi nửa tháng, mà lỡ môi nó đau không tưởng tượng được, nó chỉ một chút xíu mà nó cực kỳ đau. Đây là nghiệp quả, tin nghiệp quả rồi vui trả luôn. 2 năm chịu lỡ môi, mà lúc lỡ môi nó hô ác đạn vì nó hao năng lượng. Trời ơi trời, lỡ môi nó đau, nó đau mà sân si nữa nha, nó đau mình lúc đó mình biết quả báo mình ai với đà phật đau quá, đau quá. Kinh khủng lắm, ăn vô rét ăn không được. Vậy mà chịu 2 năm thành tâm niệm phật hồi hướng cho ta ăn chay, hướng người ta cuối cùng bây giờ hết, ghê chưa, quả báo hết liền nó. Nên từ nơi đó nghe, mỗi một con người chúng ta nghe quý vị, cái nhân quả sát sanh là ghê lắm. Ngày chủ nhật mà đi đến đây nè, đặc biệt lắm nè, thấy không, đi đến đây nè, người phá thai quan gia trái chủ là ở đây nè, là ở đây nè diễn nghiệp nè, không phải chuyện giỡn đâu. Hồng nghe gì mà nó mới hứng nghe, nghe mà nó trợn mắt trước mọi nó mới hứng. Chứ gặp mà cái giờ cuối này mà nói kiểu mà lên mà à, chắc là chúng ta nghỉ ngơi quá, thầy nói tiếng mấy giờ mệt lắm, chắc mấy bà chứ thấy chưa, nó phải hừng hực lên. Mà nghe mấy cái đoạn cuối này sát sanh này ghê, ai mà không từng sát sanh, đứa con nít nào mà ăn chay được là thù thắng lắm á. Đừng có nói thiếu chất dinh dưỡng, chùa mình mấy cô thiếu chất dinh dưỡng ha, nhìn đi có ai mặc bằng mấy cô mình không, cô nào ở đây dám giặt lộn với mấy cô mình đưa tay lên. Đừng có nói chuyện ăn mặn thử cái mạnh bằng mấy cô mình, mấy cô mình nó ăn chay nó mạnh ác đạn, nó mà kênh có những đứa ve luôn, không dám ho hé luôn. Đứa nào tụi nấy ăn chay mà thấy tướng chưa, nó từ nó đó thiếu chất dinh dưỡng, không có thiếu chất dinh dưỡng đâu. Mà ngộ thay ăn chay là da mặt đẹp nghe. Đó, rồi người nó hiền, nó nhẹ nhàng lại, ít nóng tính nữa. Ăn chay hay lắm. Nên những người mà chưa ăn chay trường được, từ hôm nay phát nguyện ăn chay trường, ăn chay được liền. Chỉ cần phát nguyện cho mạnh, đừng có sợ nghe. Đừng có sợ tôi ăn chay tôi sốt ruột, ăn chay làm không nổi, đừng có sợ. Ăn chay nó làm ăn còn phát đạt hơn nữa. Ăn chay trường là tự nhiên làm ăn nó được liền. Tại vì sao? Ăn chay phóng sanh, tâm từ bi nó được trưởng dưỡng lên, nó tốt, thấy không? Đó nên quý vị nghe như vậy rồi, chúng ta đi đến đây nghe pháp, những đức nói rất là nhiều thứ cho quý vị nghe, để quý vị tìm hiểu thêm Phật pháp, để càng có lòng tin đối với Phật pháp, và chúng ta là người áp dụng Phật pháp. Nên Đức Phật nói là tự đốt đuốc mà đi, chứ không phải là vì ai mà đi hết trơn á. Tự mình đốt đuốc mà đi, còn ai không đi mình cũng đi, thầy không đi con cũng đi. Chứ không phải là thầy đi con mới đi, mà thầy nghỉ thì con nghỉ. Không có, thầy không đi con cũng đi, vì thầy không đi kệ cha thầy.
Tôi nói thầy là tôi á, tôi nói thầy nào hết trơn á, tại tôi cha mắc rồi. Tôi nói kệ cha tôi là chuyện của tôi có quyền, đúng không? Tôi không nói kệ cha của ai, nghe chưa? Đừng có nói sao ông thầy Đức không nói kệ cha mấy ông thầy kỳ cục ghê. Tôi nói kệ cha thằng Đức, không nói ai hết trơn á, chữ tôi được không? Tôi có quyền chữ tôi, chữ mình mà cũng không có quyền nữa, vì cái này khổ quá, đúng chưa? Nó nói ông thầy không đi đó là chuyện của thầy, là nó của những Đức, nghe không? Còn quý vị cứ đi, nghe chưa? Nó một ngày nào tôi gặp kiếp nạn gì đó, chuyện của tôi, không ai được quyền đụng vô, hiểu không? Quý vị cứ tu, quý vị cứ duy trì cách tu, quý vị cứ cố gắng niệm Phật, đó là đặc biệt nhất rồi. Ai về trước thì kéo cái thằng sau lên, còn tên nào cũng không về hết trơn thì chắc nó chìm xuống biển chụm chụm, hiểu chưa? Nên chúng ta mà thương nhau thì tên nào lọt được thì chạy đi, lọt được thì chạy về cực lạc liền. Để mình về cực lạc á, mình mời Phật A Di Đà, mà khi mà những Đức ngáp ngáp á, có nhiều bà đây lớn tuổi hơn, bà nào đi trước thì về chỉnh trước đi nghe, ông nào đi trước về chỉnh trước. Xong á đi lên chỉnh nói Phật A Di Đà, ông thầy Đức cũng tội nghiệp nhiệt tình thiết ghê, vì cái chuyện lo cho chúng nhiều quá, cuối cùng ổng ở lại lâu quá trời lâu. Mà con thấy cái tình trạng của ổng, con thấy sao ông ngáp ngáp kỳ cục quá mà không chết. Con nhìn xuống, tại vì lúc đó là Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Xứ, nên nhìn xuống thấy rõ ràng những Đức đang làm sao. Mà thấy gì đâu mà những Đức mà tới cái tuổi già mà sao nó Mà cứ cái gì nè, cứ như vậy. Mình thấy tội nghiệp quá, thì hướng dẫn mình tu, mà nhiều người cũng gì cực lạc á. Mình nói phiên Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, giờ con nó sống mới có tình có nghĩa, nhờ ổng hướng dẫn mà con bây giờ về đây gặp ngài. Bây giờ ngài cũng chéo chéo vài cái cho ổng tỉnh một chút. Này nỉ năn nỉ Phật A Di Đà, Phật A Di Đà nói, con còn nói vậy không lẽ ta bỏ nó sao? Thằng đó tuy là nó chưa đạt trình độ giải thoát, nhưng mà thật sự này nó gan, không, nó nhiệt tình. Thôi nhờ cái nhiệt tình mà để ta búng một cái, búng một cái, trời ơi, Phật A Di Đà thần thông cao lắm. Búng một cái, tự nhiên những Đức mà đang, ngày búng một cái những Đức lúc đó là bắt đầu sao, tự nhiên đang ngắt ngư mà tự nhiên ngày búng một cái, tự nhiên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, tự nhiên sao Đức hồi dương kỳ cục cái chợ, sao nằm im ru ngơ ngơ ngát ngát, tự nhiên giờ hồi dương, tự nhiên nổi máu lên, tự nhiên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi bắt đầu là tới câu cuối cùng, phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đi luôn. Trời ơi, đó rồi. Ôm Đức này ghê quá. Tự nhiên đang ngắt ngư, tự nhiên biết làm sao? Tự nhiên ổng á, A Di Đà Phật quá nhanh, cái niệm từ nhanh xuống chậm, chậm xong cái ổng đi luôn. Thì mình lúc đó mình nói, tao nhờ Phật A Di Đà búng quá mày. Gán tu đi, gán tu mày chân thật đi, tới cuối cùng mày mệt mệt ông búng mày một cái là mày tỉnh nè. Thì thấy gần gũi chưa? Thật sự mà nói Phật A Di Đà ngày thương mình lắm, ngày đâu có muốn đứa con nào ở lại đây khổ đau đâu, ha chưa? Đúng là cái tịnh độ này nói nó không nghĩ được. Đúng là nó đặc biệt ghê thiệt, ha. Những đề tài chúng ta học rất là gần gũi trong pháp môn tịnh độ thôi. Cái nhắc suốt chỉ bao nhiêu đó thôi mà giúp cho mình an vui hạnh phúc. Mà mình được an vui hạnh phúc thì mới giúp cho người khác được. Phải nhớ. Nên trong nhà Phật mới có câu nói là mình học Phật mà mình chưa được lợi ích thì sao giúp người ta. Cũng như mình đói thì sao cho người ta ăn no được, đúng không? Buồn mà kêu giúp cho người ta vui, không có lý đó đâu. Nên chính bản thân chúng ta học Phật thì chính bản thân chúng ta phải được lợi ích. Khi mình được lợi ích rồi thì cái tâm mà hướng dẫn của mình nó mới có sự nhiếp thọ. Tại vì mình cảm được cái pháp tu thì mình hướng dẫn người ta nó mới nhiếp thọ. Giống như bây giờ quý vị chỉ dạy người ta niệm Phật là chính bản thân của quý vị phải được lợi ích.
thì cái lời nói quý vị nó mới nhiếp thọ được người ta. Cực chính bản thân mình vừa mới nghe, mình chưa được một cái cảm giác, chưa được một cái sự vui an lạc gì, mình gặp ai mình cũng nói quá trời luôn, cuối cùng mình bỏ cuộc tiêu, phải không? Nên mình phải có một cái cảm giác gì, cũng như những đức gặp được pháp môn niệm Phật, ít gì nó cũng có thời gian hơn 13 năm nay. Hơn 13 năm nay nó được có cảm giác an vui, tốt đẹp. Nó cũng có những sự khó khăn, trở ngại. Nhưng rồi mình siêng năng niệm Phật rồi nó cũng vượt quá chứ. Nên từ nơi đó thì mình thấy cái pháp môn tịnh độ này nó quá đặc biệt, nhất là trong cái thời gian dịch bệnh. Là trong cái thời điểm khó khăn nhất mà chùa chúng ta phải đối mặt, mà chúng ta cũng phải vượt qua, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nên mình là người tu, mình là người niệm Phật, mình gặp những sự cố trong cuộc đời, mình nói cái câu rằng rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi, cứ niệm Phật đi. Rồi tự nhiên mọi việc nó qua nhờ từ mình niệm Phật. Tự nhiên cái rồi mình mới cảm giác được cái pháp môn tịnh độ nó quá thù thắng, và phương pháp tu nó quá tuyệt vời. Nó phải áp dụng cái phương pháp tu, thí dụ như niệm Phật lễ Phật là thời khóa sáng tối ổn định cho gia đình mình tu, và chùa chúng ta ở đây cũng là dùng cái thời khóa niệm Phật lễ Phật, nó áp dụng cho mỗi một con người tu được an lạc và bấm số niệm Phật rất là đặc biệt. Có nghĩa là mót câu Phật hiệu này rất là hay. Bây giờ rất là nhiều người, người ta trưởng ban bấm số niệm Phật, người ta động viên mình niệm Phật, rồi người mình gỡ qua cho người ta ghi, cách này rất là hay. Còn nếu như mình không vào được cái trang đó thì mình tự có cuốn sổ đi ghi. Cái cuốn sổ ghi này của quý vị sao này, quý vị giảng sanh á, người ta coi theo cuốn sổ đó để mà lập trình về cuộc đời tu của quý vị đó, hiểu chưa? Cũng để là một cái gì cho nhân loại một chút đó. Nên nhớ ghi trong cuốn sổ mới là hay đó. Ngày nay là ngày mấy, ngày nay là ngày mấy, ngày nay là ngày mấy, ngày nào cũng vậy. Cứ ghi, ghi sau này quý vị giảng sanh xong, người ta coi là cuốn sổ quý vị ghi á. Ồ trời, cái bà này, ông này bóc số niệm Phật mà bây giờ giảng sanh, cái hoa sen mọc từ miệng ra này trời. Thấy chưa? Nó thành ra hình thành một cái pháp tu để cho nhân loại, biết chưa? Nên quý vị biết rằng nếu như chúng ta mà tu pháp môn tịnh độ mà nó nhiều quá, chúng ta không biết điểm một môn nào. Bây giờ chùa mình có mục tiêu rất là chuẩn, niệm Phật lễ Phật, bấm số niệm Phật, nó rất là rõ ràng. Mà cái bấm số niệm Phật đó là cái phương pháp tu mót rất là hay, nó rất là hay. Quý vị nhớ nghe, đừng có xem thường cái chuyện mà bấm xong mà ghi vô sổ, nghe chưa? Phàm phu là phải cần cái việc làm này đó. Chùa mình nếu mà không ghi là các cụ giải đãi liền đó, những đứa có động viên hoài đó, cả người đi ghi mà còn làm biến. Nó quý vị biết đó, ghi viết rồi thấy bình thường, nhưng đức nói không có bình thường đâu. Người ta bấm cả ngày đi ghi cho người ta ăn cái thôi là tu dư phước tu duyên với người ta thù thắng, thấy chưa? Rồi tối nào quý thầy quý chú cũng ghi số niệm Phật xong, cái phát nguyện cầu sanh cực lạc làm cho các cụ hào hứng lên cái việc niệm Phật, thấy chưa? Nó giống như là cái tâm nó hừng hực niệm Phật, nó không có bị lạc đi. Còn mình ở nhà thì mình cũng phải có cái sự động viên là hai buổi thuyết pháp của những đức để lên. Buổi sáng là một câu hay Phật niệm đến cùng, buổi chiều là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc, quắc phải nghe nghe. Nó động viên hoài, không có thừa thì đừng có sợ. Người ta nói mà không sợ mệt mà nghe một chút mà sạch. Thấy không? Nó nói khi nó ho sạch sạch luôn, thấy chưa? Người ta còn nói. Đó là cái sự động viên nó làm cho mình kích thích mình, nó không có bị lạc đi. Cái phương pháp tu nghe chưa? Nó mà nghe hoài, càng nghe nó càng gầy dựng tính tâm, mà càng nghe nó càng thấy hay. Nó giúp cho mình cởi mở tâm tư rất là nhiều thứ trong cái cuộc đời này, mà mình có được sự an vui và tự tại. Cuộc đời con người chúng ta buồn khổ là do nó đang bị bế tắc. Bây giờ thí dụ như chúng ta muốn cho nước thông qua đường ống này, nhưng mà quý vị chỉ có cho nước xuống mà quý vị quên mất tiêu là đường ống bị ngạt. Mà đường ống bị ngạt mà càng cho nước xuống nhiều chừng nào thì càng tràn chừng nấy à. Vì thì muốn cho nước nó đi qua đường ống này được tiện lợi thì phải làm sao thông ống. Vì thì con người chúng ta buồn khổ chán nản là chúng ta đang bị bế tắc chỗ nào. Chúng ta đang xem lại coi mình đang bị dính chỗ nào để mở ra chỗ đó, hiểu chưa? Mà Phật Pháp là một phương pháp để giúp cho chúng ta cỡ mở những cái thứ mà chúng ta bị rắc rối từ nội tâm.
Quý vị biết rằng tiền nhiều đẹp, nhà giàu chưa chắc cỡ mở được những cái nỗi khổ trong cuộc đời. Nhưng mà Phật Pháp có thể giúp cho chúng ta cỡ mở được những cái rắc rối trong cuộc đời, nên mới gọi là phương pháp hữu hiệu. Phương pháp này rất là hữu hiệu. Chúng ta hãy dùng danh hiệu A Di Đà Phật đi, thì phương pháp này rất là hữu hiệu để giải tỏa rất nhiều thứ trong cái cuộc đời của chúng ta đang gặp phải và đang bị bế tắc. Nghe chưa? Hay lắm. Ở đây mà rồi đông như vậy mà người ta vẫn sống đặc biệt như vậy là nhờ niệm Phật mà ra chứ ở đâu. Nếu như chùa mình mà không có phương pháp tu thì chịu thua đi. Chùa chúng ta cũng không có hương vị gì để mà sống ở trong đây hết chứ. Quanh năm suốt tháng quý vị coi, bây giờ quý vị coi cái con người sống trong cái cuộc đời này mà nó không xài điện thoại là cả một vấn đề khó khăn. Cái thời cuộc này mà nó không xài điện thoại, vậy mà chùa mình không xài điện thoại đó. Chỉ có vài chiếc điện thoại của ban tổ chức riêng những đức là quý vị thấy rõ ràng không xài đó. Đó, làm mẫu á, không xài điện thoại thiệt á. Chứ không phải gọi là không xài trước mặt quý vị mà sau lưng đi gọi cho Phật tử, nhà giàu. Không có đâu nghe, không có cái lý này đâu nghe. Đó, cái này là sự thật 100%. Quý vị có từng thấy những đức nhắn tin cho một người nào ở trong đây không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ có một tin nhắn gì. Nhưng mà cũng không nhắn được gì sai chính tả. Nhắn tin đây chồng người ta đọc tầm bậy, tưởng là mình tỏ tình với vợ nên nó quýnh te tu. Viết không có phải là nội dung như vậy mà mình viết tầm bậy, viết lộn lạo tầm bậy, nên viết tầm bậy, gỡ tầm bậy, có ngày cũng bị quýnh. Vừa là bị quýnh lầm. Không có vậy mà bị quýnh mới gọi là oan uổng cho cuộc đời, đúng chưa? Nên thôi, có cái gì thì cần lắm là gọi thẳng chứ không dám nhắn tin. Vì mình nhắn tin biết đâu ngay cái lúc người ta đang ở bên cạnh chồng người ta, người ta cầm điện thoại lên thấy, ủa thằng nào à? Hiểu chưa? Đó là sự phiền phức vô cùng. Có cái gì cần lắm là ở đây gặp trực tiếp nói chuyện vài câu là xong. Chứ làm gì phải đi nhắn tin gọi điện thoại chi cho nó phiền phức. Vậy đó mà chơi với nhau lâu dài vô cùng. Nó không có cái chuyện mà gọi là thời gian mà là chơi cả đời. Nó nghe là hướng nhau tu, gặp nhau là có nụ cười đặc biệt vô cùng. Bây giờ quý vị coi những đức với nhiều Phật tử đây quen đó, đâu có thân đâu, nhưng mà rất là thân qua cái tâm. Nó không có thân cái cảnh bên ngoài mà nó thân qua cái tâm, đó là cùng niệm Phật đó. Cầu sanh cực lạc là thân qua cái tâm. Tại vì tâm mình cùng tâm mình hướng về cực lạc để gặp nhau. Đây là sự thân nhất của con người gặp con người ở cõi này. Quý vị thấy thân ở cõi này xảy ra bao nhiêu vấn đề phiền phức chưa? Thấy không? Nó, quý vị coi vợ chồng gặp nhau thân quá, cái bụng trình bình là thấy phiền phức, thấy chưa? Rồi thân quá thân thì xảy ra vấn đề hao tổn năng lượng, rồi cuối cùng lại xanh xao vàng giọt bệnh hoạn, tùm lum. Nó, còn nhiều ông, nhiều bà thân quá thân thì chân cẳng bị nhức mỏi, tùm lum. Thấy không? Phải là thân ở thế gian này mà thân về thân xác là phiền không? Nhưng mà chúng ta thân về cái tâm hướng về cực lạc á, thì nó không trở ngại về cái thân, mà nó lại khỏe, mà lại vui, mà lại cảm thấy rằng nó không chán nhau nữa. Tại vì nó có gặp nhau nói chuyện gì đâu chán. Có nhiều người bây giờ người ta nghe những đức nói chuyện, người ta thích gặp những đức nói chuyện thôi đó, mà không có gặp, nhờ như vậy mà mới thân. Còn nếu như đi chung nói chuyện nhiều quá, đi chơi chung, vậy thì làm sao thân nữa? Không có còn nghe thuyết pháp được nữa, hiểu chưa? Nghĩa là không ngồi nói chuyện tán ngẫu thì mới ngồi nói chuyện Phật Pháp. Còn ngồi nói chuyện tán ngẫu, nói hết trơn rồi, nói Phật Pháp, nói gì nữa giờ. Nên từ đó đúng là cái cách mà không đi đâu, không qua lại với Phật tử, mới hướng dẫn Phật Pháp cho người ta. Cái này rất là hay nha quý vị. Mà mình cũng khỏe, vô cùng khỏe. Mà những đức chỉ Phật tử, người ta ở nhà, người ta tự người ta tôn tượng Phật, người ta thờ được hết trơn. Ai người ta cũng làm được. Nghĩa là Phật Pháp là làm sao mà làm một phương pháp chỉ dạy người ta là ai cũng nên làm được. Chứ không phải là cá nhân mình làm được để độc quyền, không phải. Mà là ai cũng nên làm được thì Phật Pháp nó mới thịnh vượng. Quý vị phải nhớ rằng nếu như mà phần nhiều người đi tu mà những đức nó thiệt kém như những đức thôi, mà có chừng mỗi địa phương có một ông thôi, thì Phật Pháp này cũng thịnh rồi đó. Quý vị coi ngày Chủ nhật và nuôi bao nhiêu người già này, quý vị coi phải gánh vác cho xã hội, cho đất nước chúng ta một số người rất đông không?
Và vậy người ta không có làm phiền phức gì đối với cái xã hội, đối với những cái người mà người ta lãnh đạo ở đây, không có làm phiền người ta. Nó cái gì hỏi han đàng hoàng, cho phép thì làm, cho phép thì thôi, thấy chưa? Rồi bao nhiêu người già được cư trú ở đây là quý vị biết, bao nhiêu người già này ở ngoài xã hội là mỗi tháng phải nhà nước phải tặng tiền già, rồi xong họ nếu không ai nuôi thì phải đem về viện dưỡng lão, đúng không? Nhưng mà bao nhiêu người già này người ta được cư trú ở đây, người ta được sống ở đây, người ta vui và người ta còn có một cái tâm niệm để đời này người ta được giải thoát nữa, quý vị coi. Đây mới là cái nơi dưỡng lão cao cấp. Nên những đức khuyên quý vị gặp những cái nơi dưỡng lão nhiều nơi người ta không có được gì, thì mình nên nhìn nhận cái mô hình này. Quý vị gặp những cái người mà lãnh đạo ở cái viện dưỡng lão á, quý vị thỏ thẻ nói chuyện với người ta, đời có người đi qua mau lắm. Nếu như mỗi ngày mà ngồi đó ngồi ăn để chờ chết thì uổng cuộc đời. Cuộc đời có người không phải chết là hết đâu. Mình nói cho người ta nghe, bây giờ anh hay chị gì cho tôi cơ hội, tôi đặt máy nghe pháp, tôi tặng cho những người già này mỗi người một chiếc. Họ ngồi đó họ nghe pháp, họ cỡ mở tâm tư, họ biết niệm Phật. Và từ từ mình tặng cho họ thêm chiếc máy niệm Phật cho họ. Thì cái nơi viện dưỡng lão người ta 100 người, 80 người được lợi ích như vậy rất là lớn. Và người ta được gieo cái thiện duyên này để cuối cuộc đời người ta nó có một phương hướng đi về, nó được an lạc và tự tại thì nó đi về được tốt đẹp. Quý vị đi thăm những cái viện dưỡng lão, quý vị coi những người già tội nghiệp quá, bụng xỉn à, nhìn thấy mặt mày bơ phờ. Vì sao? Vì cái cảm giác của họ nó bị tồi túng và bế tắc. Con người sống trong cái cuộc đời này chưa chắc rằng ăn ngon mặc đẹp là đủ đó quý vị. Cái ăn ngon mặc đẹp nó chỉ chiếm ưu thế chỉ có 30% thôi. Còn cái việc mà nó ưu thế cao nhất của loài người đó là nội tâm, được an lạc và sống có một phương hướng, chiếm ưu thế tới 70%. Nên chùa mình là phát triển cái ưu thế 70% là nội tâm. Nên các cụ ăn chay niệm Phật là phát cái thiện tâm, phát triển từ bi tâm. Từ nơi đó mà người già trong chùa mình họ có một cái tâm lực rất là mạnh và họ có niềm vui rất là nhiều. Nên những đức nói rằng là mai mốt á, nhà ăn xong á, lâu lâu những đức tổ chức thì nhóm cô chuyển nè, rồi nhóm chị Mai, nhóm chị Thư, một số phái đoàn, quý vị nên đăng ký nghe cô Diệu Xuân là lựa mấy bà già, bắt mấy bà nhảy nhạc rap, hiểu chưa? Tại sao không lựa người trẻ mà lựa người già? Vì người trẻ là việc bình thường, còn người già mới phi thường. Cái quan điểm của rất nhiều người, người ta không nghĩ ra được cái việc kỳ lạ như vậy. Những đứa coi tất cả chương trình trung thu, những đứa coi toàn là con nít, không thấy một người già nào. Còn chương trình trung thu chùa mình, quý vị coi đi, người già, ưu thế của người già nhiều. Người xưa nói là kính lão đắc thọ. Bây giờ chỉ biết con nít vui mà quên người già. Còn gì thì cuộc đời chúng ta trẻ rồi tới già cũng bị quên sao? Cái tuổi già là cái tuổi cô đơn, mà lại cho họ đi vào một cái xó nào ngồi. Như vậy thì chúng ta có phải quá vô tình với cuộc đời cống hiến của họ không quý vị? Thí dụ như một con người này họ làm việc cho xã hội, cho đất nước, khi họ về hưu là họ phải được mỗi lần lễ hay mỗi lần chương trình gì phải mời người này đến đi dự. Rồi bạn mà làm việc chung lâu lâu phải đến thăm người này, nhưng phải xem lại cái hành động người này khi mình đang còn cương vị sống sao, tính vào cái nhân để thành hình ra cái quả, hiểu chưa? Mà con người khi đến với con người như vậy thì sau này đến khi mình hưu mình không làm nữa thì người ta cũng đối đãi với mình cũng như mình đối đãi với người ta. Còn nếu như mà người ta đang cương vị mà mình chỉ biết gần gũi để mình dụng lợi, còn khi người ta hết cương vị thì mình xa cách người ta, thì cuộc đời của người mình sau này cũng như bản thân mình đã từng đến với người ta làm sao, thì mình cũng bị người ta đến với mình như vậy, Iran à, hiểu chưa? Nên con người mà khi nghe đạo hiểu rồi đó, chúng ta biết dùng những thời gian của cuộc đời chúng ta sử dụng làm sao cho nó có ý nghĩa, khi thời gian chúng ta còn có thể làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đây là những cái tư tưởng rất là đặc biệt để mà đánh thức chúng ta khi chúng ta đang bị lầm lũi của cuộc đời, để nhận thức lại để làm sao cuộc đời mình nó có những ý nghĩa sống và ý nghĩa khi ra đi.
những đức nói rằng là ý nghĩa sống và ý nghĩa ra đi á, thì con người mà hiểu được rồi thì nó an vui và tự tại vô cùng, thật sự là an vui và tự tại. Nên chương trình sau này những đức tổ chức cho người bên ngoài là từng nhóm người già sẽ được lên trên sân khấu để được hát, được nhảy múa, các cụ sẽ được biểu diễn để quay phim lại, để cho tất cả những người già khắp nơi người ta được coi là những người già này đặc biệt quá. Người ta đặt câu hỏi là vì sao những người già này được như vậy, thì chúng ta nói rằng họ vui như vậy là nhờ niệm Phật mà vui. Chưa? À. Nên những đức từng nói câu nói rằng là chúng ta từ hôm nay nghe được Phật Pháp và biết đến thế giới cực lạc, thì tất cả chúng ta, nhớ câu chúng ta là bao gồm chung nghe, không ai nên nói câu khổ nữa. Đừng ai nói câu khổ nữa. Vì nói câu khổ là khổ triền miên, khổ giết mà điên luôn á. Không giỡn đâu. Quý vị coi, quý vị thảm thương đau khổ khóc lóc giết phải điên không? Phải không? Như vậy thì làm sao mới có thể giải quyết được vấn đề khổ? Đúng là vui. Vui giải quyết khổ, mà khổ giải quyết vui. Nhớ nghe, vui thì giải quyết cái khổ, mà khổ thì nó đánh mất cái vui. Vậy thì chúng ta nên chọn niềm vui để giải quyết tất cả cái khổ. Nên đời đời kiếp kiếp chúng ta đã sống trong cái khổ đau, nên nó lăn lộn mãi trong lục đạo luân hồi. Đời này chúng ta nghe được pháp môn Tịnh Độ, nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, nghe được trong kinh giáo Đức Phật giới thiệu thế giới cực lạc an vui, chúng ta nên sống vui trong mỗi một cương vị, mỗi một gia đình, mỗi một hoàn cảnh. Cũng như cái cô khổ đau đến mức cùng cực, bệnh đau, tiểu đường, ăn từng lóng chân rụng ra, rớt từng lóng chân ra, lụm ra cái lóng chân đó đi chiên giòn. Hiểu không? Như vậy mà khi nghe pháp môn niệm Phật thì cắm đầu niệm Phật, khi ra đi thì hoa sen mọc từ miệng ra, bây giờ nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Nghe chưa? Quá đặc biệt. Một con người bình thường mà gặp pháp môn niệm Phật trở thành con người phi thường. Một con người phi thường vô cùng trong cuộc đời này mà không biết tu, không biết niệm Phật thì khép lại trang sử của họ. Còn có người bình thường mà niệm Phật ra đi ngon lành như vậy thì mở ra trang sử cuộc đời để lại tấm gương cho nhân loại. Tuyệt vời quá. Tại sao chúng ta không làm? Nên tất cả những con người chúng ta ai cũng có thể làm được cái chuyện là siêng niệm Phật thôi. Sáng tối niệm Phật, lễ Phật, đi đứng nằm ngồi bấm số niệm Phật. Cứ bấm số niệm Phật đi, đây là phương pháp mót tuyệt vời. Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, đeo cổ. Cứ bắt cái điệu niệm Phật bên cạnh mình lúc nào cũng trang hoàng từ câu A Di Đà Phật. Cứ niệm suốt bên cạnh mình, nó làm cái gì cũng niệm Phật, niệm Phật. Nấu ăn, buôn bán gì cũng cái máy niệm Phật lúc nào cũng trang hoàng. Cái nơi buôn bán của mình, người ta bước vào là nghe câu Phật hiệu là mình có phước rồi. Bao nhiêu người bước vào là mình có phước, bao nhiêu người bước vào là mình có phước. Mà người ta thấy mình bắt niệm Phật vậy, người ta thấy mình, người ta cũng tin. Cái câu Phật hiệu người ta tin nghe. Mình buôn bán mà người ta thấy mình bắt niệm Phật, người ta bước vô người ta tin tưởng mình liền. Cái phước á, mình người ta tin tưởng mình, thấy không? Đó, rồi ta thấy mình á, niềm nở vui vẻ chào hỏi cười. Ta hỏi trời sao lúc nào vô gặp chị Mai cũng cười chứ gì? Thì chị nói rằng tôi niệm Phật mỗi ngày. Lúc nào cũng niệm Phật hết á. Ta thấy chưa? Từ đó mà hướng dẫn người ta niệm Phật, thấy chưa? Rồi thêm nữa một số máy nghe pháp, máy niệm Phật để bên đó đó. Cái máy niệm Phật làm sao giới thiệu liền đưa ra, máy nghe pháp làm sao giới thiệu liền đưa ra đó. Có nghĩa là cách truyền pháp trong mọi lúc mọi nơi qua cái hình tướng của mình. Mỗi người đều làm được việc này đó. Đó, chân thật mà làm đi, ý nghĩa dữ lắm. Nên cái bài học tập của chúng ta nha, niệm Phật lễ Phật bấm số niệm Phật giúp cho mình và gia đình an vui và hạnh phúc. Mà càng niệm Phật lễ Phật, càng tu cầu giảng sanh rồi, thì cái tâm ở cõi Ta Bà này nó không còn cao. Nó cũng không muốn tranh đua hơn thua cái gì ở cuộc đời này chứ. Mà giảm tối đa về việc hơn thua thì tức khắc an lạc.
Con người càng hơn thua chừng nào thì càng bất an chừng nấy à. Mà giảm hơn thua thì tự nhiên an lạc à. Thì bây giờ quý vị coi những đức mà vui nhiều là do những đức ít hơn thua. Ít chứ không phải là hết. Hết thì làm Phật luôn à. Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó mỗi ngày được vui và nghĩ được nhiều việc cho người ta được vui. Giống như nãy đi qua đây có một cái cô có đến cô gặp, có nói gia đình đang ngồi đây nè. Người vợ hay người chồng gì đó cầm cái máy nghe pháp nghe, máy cái chùa mình. Chắc là chồng hay gì. Ông giật cái máy ông đập bóp. Ông vừa đập cái máy xong tay ông rút ra luôn. Đang ngồi đây nè, nãy vừa đi qua cô kêu là cô nói thầy thầy giảng gia đình đang nghe. Đập cái máy cái tay rút ra luôn. Rút cứng cái tay lại, co cái tay lại gì luôn. Kinh khủng không? Tại vì hơn 1000 buổi cái công sức người ta giảng kinh khủng luôn. Thì thấy có những lúc những đức bệnh như đức ho sạch sạch, vì thấy chưa? Mà nhiều Phật tử người ta xa ta thấy người ta nói nóng ruột luôn. Tại vì sao? Vì mình ngồi mình giảng vậy mà hao hơi tổn sức, đúng không? Bao nhiêu bài giảng trong đó mà khi ngồi nói chuyện gì cũng khi Long Thần hộ pháp hoặc Bồ Tát gia hộ. Chứ nói với vị coi người ta ngồi nói chuyện vài câu người ta quên mất tiêu, không nói ra hơ. Sao mà ta càng nói chuyện nó càng nói mạnh, mà nói nó là cho người ta nghe được nữa, chứ không? Rồi ngày lễ trong đó bao nhiêu chương trình lễ Diếu Quan Âm, bao nhiêu ngàn vạn người ta tu trong đó, cười từ con người sống tới chư hương linh ta tu trong đó. Những ngày lễ bao nhiêu chương trình lễ bỏ trong đó, hiểu không? Nó từ nơi đó mà cầm cái máy đập cái bóp cái rút cái tay luôn. Đây là còn có phước đó. Chứ nếu nó không có miếng phước nào, nó không có rút mà nó đẩy thẳng vô địa ngục mới ghê. Còn này có phước, nghiệp quả nó đẩy liền cho mình, để mình tỉnh đi, để mà quay đầu niệm Phật đi hết trơn. Chỉ cần quỳ trước Phật, Phật ơi con không hiểu nên con làm điều đó, từ hôm nay con phát nguyện con không dám như vậy nữa đâu. Cái nghĩa là Phật không có trách mình, nhưng mà do tâm nghiệp của mình nó chiêu cảm nó thành ra gì. Chứ Phật nào mà trách mình làm cái gì. Nhưng mà mình chỉ cần cỡ mở ra, từ hôm nay mình không dám gì nữa, thì tức khắc tay của mình nó mở ra bình thường. Đó hồi nãy cô vừa chặn đường, cô gặp cô nói rõ ràng. Nó có nói gia đình đang ngồi đây, nó không đơn giản đâu. Gia đình có một người tu là mình có đại phước đó. Cho anh vị biết nữa. Nó trong kinh giáo Đức Phật nói rằng một người thành tựu của quyền thăng gia đình mà có một người tu là quý vị có đại phước đó. Gia đình quý vị mà có con cháu đi tu quý vị là đại phước đó. Những đức nói con quý vị ở ngoài đời nó có làm ông này bà nọ cũng không bằng đi tu. Nếu như làm ông này bà nọ thì ngon hơn đi tu. Vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa xong đi làm vua đi. Mà ngày đi tu chỉ khổ hạnh chi à. Nên nhà mình có đứa con đi tu là dòng họ chồm sớm ta lên đây ta tu hoài. Từ từ kiên nhẫn ở trong chùa đi, gia đình người thân đến chùa tu. Thí dụ như bây giờ một thanh niên mà ngoài đời đi có vợ chưa chắc nuôi cha mẹ. Vậy mà thanh niên ở đây nuôi các cụ già, vậy mà nuôi được cha mẹ. Mà mạnh dạng con nuôi cha mẹ luôn. Mà nuôi cha mẹ mà còn có khi còn ảnh hưởng người thân gia đình dòng họ đến đây ở nữa chứ. Nó bao nhiêu chú bao nhiêu cô ở trong chùa mình nuôi cha mẹ đó. Thấy chưa? Đây là xác thực 100% luôn. Đó nên ban đầu mình phát tâm đi tu khi gia đình không hiểu cứ cản trở. Nhưng con đường này mình đã chọn rồi, mình quyết rồi, mình đi cho tới cùng luôn vậy. Mình đi cho tới cùng đi, sau này mình giúp được họ liền chắc chắn 100% luôn. Không có những người bị dẫn đi đến chùa người ta tu phước vị lớn lắm, nói thiệt. Nó giống có một cặp vợ chồng lớn tuổi. Người ta dẫn đi đến đây tu thôi. Vậy mà ngộ cái duyên người ta đặc biệt, người ta vừa đi đến chùa mình tu có 3-4 ngày thôi, vậy mà hai chồng ở đây tu luôn. Mà gia đình vợ chồng khá giả điều kiện, mà ông nói ở nhà buồn lắm. Mà vô chùa mình tự nhiên hồi xưa giờ không có nghĩ, ở trong chùa mà vui gì mà sao vô chùa vui quá trời. Tự nhiên cái duyên của ổng sao không biết, ổng đòi ở chùa. Lạ không? Rất là nhiều người ta đi đến chùa mình nhờ cái hội chúng chùa mình mà độ được. Thêm cái này những đức cũng vui. Ngày nào như đức cũng chọc cười nên ta phái ở chùa. Như quý vị cũng phái mới đến đây nè. Quý vị buồn đến đây làm gì, đúng không? Từng nào cũng đi đến đây khóc nhưng thôi thôi mệt chết. Bây giờ một người giảng pháp như vị nghe mà khóc te tua chân thì lâu lâu khóc lần. Giảng cho vị mùi mặn khóc thì vị còn lỡ nghe. Chứ từng chủ nhật nào mà cũng đến làm bị khóc chân đến chi chợ. Những đức nói với vị nghe cười và khóc cái nào bị chọn, ai đi chọn khóc. Nhưng mà nhiều người cứ nguyên lý giảng pháp để cho người ta mùi cho người ta khóc, vậy là hay, tầm bậy. Giống như cải lương mà làm cho người ta khóc thì diễn viên hay, tầm bậy. Đã khóc gần hết cuộc đời khổ muốn chết rồi bây giờ còn đi khóc.
Đó, bây giờ là phương hướng chúng ta là cười chứ không phải khóc. Hiểu chưa? Thế giới cực lạc á, cuối cuộc đời vì mà khóc thì quý vị không có giảng sanh đâu. Không có ai giảng sanh mà đi khóc đó. Một là cười, còn hai là mặt cũng tươi, đúng không? Chứ làm gì khóc mà giảng sanh. Có ai mà cuối cuộc đời giảng sanh, giảng sanh dám đâu. Khóc gì mà giảng sanh, cái gì mà giảng sanh. Người ta ít gì cũng là A Di Đà. Thấy chưa? Vậy nó mới giảng sanh. Nó hòa sen nó mọc trong miệng ra mới giảng sanh. Thấy không? Nó... Còn mình bây giờ mình ra đi xong máu miệng họng gì nó chảy tá lả không binh ra chứ, kiểu này nó giảng sanh ai tin? Đúng quý vị, ít gì cũng cái hoa gì mọc ra chứ. Người ta thì đạt quá, hoa sen mọc từ miệng ra, thì mình cũng kiếm cái hoa giấy bông lục bình gì mọc đại bông ra. Cái này cũng còn ngon, đúng không? Cũng ăn đặc biệt. Còn nếu mình không có cái bông gì hết trơn thì mình cũng ít gì cũng mà. Hiểu chưa? Thì cũng được được một chút đi. Còn gặp mà trời ơi, cuối cuộc đời mà giảng sanh, tao không tin rồi. Cái giảng sanh gì mà kỳ cục, cái miệng hả chà quạt, cái ghê. Không ai mà tin kiểu này chứ, đúng không? Thì lỡ mới mắt đi, cái miệng hả ra mà hộ niệm chút nó khép lại cũng được, hiểu không? Còn coi được. À, còn kiểu mà chết mà miệng hả ra mắt. Thôi chùm cái mặt lại giùm tôi thì không có dám quay. Quay cái mặt này thấy ghê quá, coi đến ám ảnh luôn. Ai mà dám, đúng không? Đó, nên ít gì nó cũng phải có cái nhân tự tạp, nó mới có cái quả tự tạp. Nên con người sống ở cái cuộc đời này đừng có nặng về danh lợi, đừng có nặng về tiền bạc quá, hiểu chưa? Thì quý vị sẽ tự tại liền, không nói dòng do chứ á. Nó quý vị biết rằng á, những đức mà có được niềm vui này là do những đức ít tiền mà có niềm vui á. Chứ nếu có tiền nhiều là vui không nổi. Biết sao? Bận tâm. Bận tâm vì tiền. Nếu mà trong phòng những đức mà tiền nhiều để trong đó đó, để tiền trong phòng á, là những đức đi qua đây tu, những đức phá cửa. Sợ ăn trộm lấy. Hiểu không? Thì bây giờ qua đây giảng mà cái tâm nó cứ sợ ăn trộm lấy thì nó nói, nó nói về cái chuyện tiền bên đó không? Thì tâm nghĩ sự thành. Hiểu không? Bây giờ quý vị những đức qua đây thì những đức mở cửa chàng quạt bên kia, bên là có nghĩa là trong phòng có tiền thì nó mới tự tại. Còn nếu trong phòng mà để một đống tiền trong thì lo chết được. Hiểu không? Đó lo lắm chứ, mua bao nhiêu cái chìa khóa, đi đâu cũng cầm theo một chùm chìa khóa chứ. Quý vị thấy có bao giờ những đức đi đâu mà cầm theo chùm chìa khóa không? Chưa từng thấy luôn á. Tất cả người trong chùa cũng chưa từng thấy nữa. Đi đâu mà cầm theo chùm chìa khóa? Không có cầm. Tại vì sao? Rắc rối, phiền phức, đúng không? Chỉ cần có cơm ăn áo bạn là được rồi. Mình điều chỉnh sao cho nó phù hợp nha. Nó quý vị biết rằng chỉ cần mình làm cái gì mà nó có cái nấy là được rồi. Còn ngoài ra tiền ở đâu trên trời dưới biển gì mặc kệ. Chỉ cần mình làm đem lại đây là ngon rồi, để cho họ giữ đi. Để cho họ giữ đi. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, ngài đang giảng pháp xong có một vị quý ngài, mà vị này là cái dạng giàu sang phú quý, thì mới nói là thôi con quý trọng hòa thượng quá, con mời hòa thượng đi, con tặng cho hòa thượng một cái đồng hồ đeo tay và dẫn ngài đến một cái tủ bảo hiểm của con để coi kim cương hột sòn. Nói hòa thượng Tịnh Không thì tùy thượng chúng sanh ha, đi coi thì đi, dẫn đi thì đi, thấy không? Nó thì ngài đi đến thì ông mở tủ bảo hiểm ra, xong ông khoe kim cương hột sòn vàng bạc đá quý nó nhiều lắm. Xong hòa thượng Tịnh Không hỏi, ủa bộ ông có nhiêu đây hả? Ông kinh ngạc, trời trời nhiêu đây mà hòa thượng hỏi mình có nhiêu đây hả? Nhiều lắm hòa thượng. Bộ hòa thượng có nhiều lắm hả? Hòa thượng Tịnh Không ngài nói nhiều lắm. Rất là nhiều. Bây giờ ông nói cổ này của ông đúng không? Lâu lâu ông mở tủ ra, ông còn gìn gặp, ông coi có ai nhìn không. Ông mở ra rồi ông coi, ông cầm lên, ông sờ, ông mó xong để lại, đúng không? Rồi ông đóng tủ lại, ông đi gì? Vậy thì tôi đi đến tiệm kim cương hột sòn đá quý vàng bạc, tôi coi xong tôi cũng nhìn được, tôi cũng sờ mó được, xong rồi tôi đi về thì nó là của tôi chứ của ai? Hòa thượng ngài nói thiệt tình mà nói quá ngu si. Cả đời con người cứ như vậy, rồi đến khi một hơi thở thở ra không hít vào,
lại chấp vào cái của đó để làm chuột bọ dán, để mà ở gần đó để giữ. Khổ chưa? Phải chi mà biết tu nhân tích đức, làm việc thiện, đem cái tiền bạc của cải đó mà cấm cho tất cả chúng sanh, thì cái phước nó để trong mạng đời đời kiếp kiếp xài cũng không hết. Mà con cháu đến đòi nợ thì nó chuyển thành thuận duyên, còn con cháu thuận duyên thì phước báo càng tăng, còn con cháu đòi nợ đến thì tự nhiên quá giải nghiệp. Tại vì tiền bạc vật chất đã cho người ta làm tốt hết rồi, từ nơi đó mà nghịch duyên nó trở thành thuận duyên, mà thuận thì nó càng thuận. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta từng chủ nhật nào chư tăng ni và Phật tử khắp nơi về tu ngày chủ nhật rất là đông. Như Đức cũng thường nói, điểm tu phước tu duyên đặc biệt là chỗ mà chúng ta quay về để được thân cận với tất cả những người biết niệm Phật, biết tu rất là đông. Khi tu xong rồi ăn buổi cơm, mà có những người ngồi được trên ghế, có những người ngồi dưới đất, nhưng mà cảm giác vẫn là thấy vui và thấy nhân sinh vô cục. Đây là chỗ đặc biệt mà chúng ta về tu tập để có được niềm vui. Mà niềm vui nó tiêu trừ nghiệp chướng là vui từ cái pháp vị, hãy nhớ. Nên chúng ta toàn thể đại chúng đông như vậy, đủ thứ lứa tuổi, nhưng Đức nhìn thấy nít nhỏ nhỏ thôi mà có nhiều đứa có duyên về chùa mà nghe pháp, niệm Phật, lễ Phật, phóng sanh, rồi các cháu viết quen. Nhưng Đức nói rằng nhiều cháu nhỏ này đi đến đây, các cháu đến để đòi nợ cha mẹ, nhưng mà nhờ nghe pháp, niệm Phật, ăn chay phóng sanh, rồi nó chuyển cái nghiệp chướng đòi nợ cha mẹ mà trở thành báo ơn cho cha mẹ. Nên mấy đứa nít nó ngoan, nhỏ nhỏ nhưng mà ngồi im re, đứng đàng hoàng, không có giỡn hết, lóc chóc gì hết. Nít vậy là quý vị thấy quá đặc biệt, phải nhớ. Rồi nhiều người đa phần tạo tội nghiệp, từ nghiệp phá thai, sát sanh, bất hiếu cha mẹ, nói dối, đủ thứ tội lỗi. Chúng ta về đây cùng cộng tu, tu hành để mà mình chuyển hóa cái nghiệp của mình, nhờ nghe được Phật Pháp, có phương pháp tu. Và nhiều người ở xa, quý vị nên đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật về tặng cho bà con dòng họ của mình. Có khi một chiếc máy nghe Pháp thôi mà có thể giúp cho người ta thay đổi cuộc đời, chuyển hóa nghiệp chướng, rất là đặc biệt quý vị. Chúng ta nguyện đem công đức của toàn thể đại chúng tu này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị. Nhờ cái công đức của đại chúng mà giúp cho gia quyến của mình từ từ chuyển hóa nghiệp chướng và tiếp nhận Phật Pháp, biết tu, biết niệm Phật để cầu giải thoát. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và hồi hướng công đức cho tất cả những người chết quan chết ức, chết mà chưa được siêu thoát. Nhờ hưởng được những công đức này mà điều phát Bồ Đề tâm niệm Phật, cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật từ công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn
giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, một lục lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng. An ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, tai nhi vì nghiệp phá tai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Từng nào quý vị về đây cũng được dự cái lễ phóng sanh. Phóng sanh đó là chúng ta trưởng dưỡng lòng từ và giúp cho những chúng sanh này được thoát cái cảnh chim lòng cá chậu. Chúng ta thả nó đi, nó bay đi, nó rất là mừng. Mà chúng ta còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả những chú chim này. Khi được thả ra thì được ở trong ngôi Tam Bảo nghe danh hiệu Phật và nghe được pháp môn tịnh độ. Nên chân thật mỗi ngày ở đây bắt niệm Phật xung quanh chùa, chúng ta nghe danh hiệu Phật. Khi xả thân thì hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đọc tam quy y cho tất cả những chú chim này: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay hoan hỷ vui vẻ để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.